chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 191, an bài mọi thứ. Tuy rằng nghiệp gia chết rồi, trong nhà họ triệu ở phía bắc mất đi một mối hại lớn. Nhưng, nhà họ triệu vẫn không thể nào thở phào nhẹ nhõm. Mặt đen của triệu thái nhiên vẫn đen đến đáng sợ. Nhà họ triệu đã chết bao nhiêu người, ông ta đã không vui rồi. Chết thì cũng chết rồi, gia tộc lâu đời, từ trước đến nay chưa từng thiếu người. Điều khiến ông ta chán ghét là, thực lực của nhà họ Triệu tổn thất quá nặng, bây giờ việc khống chế tỉnh Hải Đông đã không thể thực hiện được rồi. Miếng bánh béo bở này, rốt cuộc nên làm thế nào, đã trở thành một vấn đề khó. Mà vẫn còn một việc, khiến cho sắc mặt Triệu Thái Nhiên lộ rõ vẻ hung ác. Tìm ra một chiếc thẻ ngân hàng trên người Nghiệp Gia. Thông qua chiếc thẻ này, tìm ra hướng đi của số tiền đó. Rất nhanh, nhà họ Triệu đã tìm đến Giang Hải. Đến nay, vài dự án của thành phố Giang Tư đã nhanh chóng được thực hiện, nhưng toàn bộ đều là tiền của nhà họ triệu bọn họ. Trong mắt triệu thái nhiên, đang lóe lên uy nghiêm đáng sợ. Những số tiền này, bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là mặt mũi, những thứ đã mất nhất định phải lấy lại. Đề nghị của triệu thái nhiên, lập tức khiến cho vài người nhà họ triệu bất mãn. Hiện nay, việc đầu tiên nhà họ triệu nên làm đó là khôi phục lại những cơ sở kinh doanh của mình, tìm cách khống chế tỉnh Hải Đông lại từ đầu lúc này đi tìm Giang Hải đòi tiền, nếu như lại chọc ra một tên nghiệp ra giết người như ngóe, thì nhà họ triệu ở phía Bắc thật sự sẽ tổn thấy nặng nề. Ngày nghiệp ra chết, thái độ sợ chết của triệu thái nhiên sớm đã khiến rất nhiều người nhà họ triệu không vừa lòng, mất mặt chừng như mất đến nhà rồi. Lúc này ông ta lại kêu gào cần thể diện, lúc sợ hãi suýt vãi cả ra quần sao không nói cần thể diện. Một người nói, gia chủ, ông có nghĩ qua, tại sao nghiệp gia lại gửi tiền cho Giang Hải này chưa? Sao nào, các anh sợ rồi sao?" Triệu Thái Nhiên nheo mắt, ánh mắt chứa đầy thù hận, người này đã rất nhiều lần đưa ra ý kiến phản đối ông ta rồi, xem ra, đây là thời gian để xem thử ai là người phe mình. Nhà họ Triệu từ trước đến nay chưa từng sợ ai, chỉ là, là một chủ nhà, ông nên lo nghĩ cho tương lai của nhà họ Triệu. Nghiệp gia này, là người từng luyện cổ võ tâm pháp, tuy rằng thời gian ngắn không có thành tựu gì, nhưng cũng không thể xem thường. Cũng chẳng ai có thể biết liệu có phải Giang Hải này đã dùng thủ đoạn gì ở đằng sau không? Audio điện tử võ tấn bền. Triệu Thái Nhiên hừ lạnh một cái, nếu như Giang Hải là cổ võ giả, nhà họ Triệu tất nhiên không dám dây vào. Ý của anh là, cổ võ tâm pháp của nghiệp gia là Giang Hải truyền dạy cho anh ta. Cổ võ tâm pháp, có thể dùng từ vô giá để hình dung. Theo lẽ thường mà nói, đích thực Giang Hải sẽ không tùy ý chia sẻ những thứ như này. Người có của thì phải biết giữ của, có loại kho báu quý giá này ai không phải là người của cổ võ thế gia, nếu như người bình thường mà có nó trong tay, thì ngay lập tức sẽ có người giết đến tận cửa cướp đoạt. Lại có một người đứng ra, gia chủ, vẫn còn có một việc, dưới tay của Giang Hải này còn có không ít cao thủ. Triệu Thái Nhiên đập bàn, cái gì? Tôi là chủ của một nhà, lẽ nào một chuyện còn con cũng không quyết định được sao? Các anh, có phải muốn nhân cơ hội ngày hôm nay chèn ép tôi không? Triệu Thái Nhiên trở mặt, mọi người lập tức im lặng không nói. Dù gì ông ta cũng là gia chủ, nói gì thì chính là thế đó. Chuyện này, cứ để húc thiết sắp xếp người đi làm được rồi, tôi cũng không cần các anh lo lắng nhiều. Nói xong, Triệu Thái Nhiên vẫn chưa rời khỏi, nhẹ nhàng đỡ vết thương. Húc Thiết vừa trải qua một trận đại chiến, không hề muốn đi đến thành phố Giang Tư gây chuyện với Giang Hải, nghĩ lại Giang Hải cũng chỉ là một thế lực nhỏ, không cần quá để tâm rất tùy ý, đã sắp xếp một đồ đệ, để cho đồ đệ đó thay ông ta đi thành phố Giang Tư, đòi lại số tiền đó. Nhà họ triệu ở phía Bắc, cho dù là một con hổ bị bệnh nặng, cũng không phải là châu chấu ở một nơi như Giang Hải có thể động vào được. Đánh với nghiệp ra một trận, húc thiết cũng bị thương nhẹ, vết thương không nặng, nhưng vẫn cần có thời gian dưỡng thương. Gọi đến một đồ đệ, Cao Ngọc. Con lần này đi thành phố Giang Tư, chỉ cần lấy số tiền đó về là được rồi. Ngoài ra, bây giờ thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông chia năm xẻ bảy, càng không có thế lực lớn gì. Làm xong việc, con cũng không cần quay lại nữa, mang thêm vài người, chỉnh đốn lại toàn bộ lực lượng ở đó. Cũng coi như là thầy chỉ cho con một con đường tương lai. Cao Ngọc trầm giọng vầng một tiếng, vẫn hỏi, sư phụ, lần này đi tỉnh Hải Đông, là đại diện cho nhà họ triệu, hay là đại diện cho sư phụ? Hỏi như vậy cũng rất có lý. Đại diện cho nhà họ triệu, cũng chính là đi theo con đường cũ năm đó của Bàng Đại ca. Cao Ngọc không hề muốn dính đến việc giờ tệ này, nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, nhà họ Triệu không cần đến anh ta nữa, cũng muốn giết anh ta như giết Bàng Đại ca. Nếu như đại diện cho Húc Thiết, vậy chính là giúp sư phụ chăm lo địa bàn, kiếm được tiền cũng là của sư phụ. Húc Thiết không còn không cái, coi những đệ tử như bọn họ giống như con của mình mà đối xử, cũng xem như làm việc vì cha nuôi, tất nhiên sẽ không có nguy hiểm gì đây không phải là ý của ông chủ mà là ý của sư phụ húc thiết nói chúng ta cũng phải nghĩ cho mình nếu như nhà họ triệu ở phía bắc cần vậy chúng ta đúng lúc đưa ít tiền cống hiến là được rồi còn về đưa bao nhiêu cũng chính là một phần tâm ý cao ngọc đã hiểu như vậy xem ra đây chính là một công việc béo bở cũng giống như bàng đại ca tách một vùng làm chùm ở một vùng đất nhỏ đợi lúc già rồi cũng không có bất kỳ lo lắng gì cùng lắm thì nhường địa bàn lại lấy một số tiền dưỡng giả. Nhưng, Cao Ngọc muốn nói nhưng lại ngừng. Có gì thì cứ nói. Khúc thiết trầm giọng nói, thay đổi tư thế nằm xuống, vết thương trên người đau âm ỉ. Nhà họ triệu ở phía Bắc, sẽ cho phép chúng ta tự thành lập thế lực riêng sao? Khúc thiết nói, thầy là người nhà họ triệu, gánh vác trọng trách của nhà họ triệu. Hiện nay, nhà họ triệu đã không còn sức quản lý tỉnh Hải Đông, thay vì để người khác cướp đi, chỉ bằng làm một người tốt tặng cho chúng ta, chỉ có điều nói vài câu cảm ơn trên hình thức mà thôi. Cao Ngọc không nói thêm nhiều gì nữa, lùi ra ngoài. Về đến chỗ ở, Cao Ngọc lập tức tụ tập vài anh em, anh ta phải đi tỉnh Hải Đông, tất nhiên cần vài người trợ giúp. Đáng tiếc, những người này hiếu thắng, hơn nửa không muốn cúi đầu trước Cao Ngọc, cũng chỉ có một mình tôn trạch bằng lòng đi cùng. Mọi người đều đi hết rồi, Cao Ngọc mới nói, bọn họ đều là những người tầm mắt hạn hẹp, chỉ cần anh em mình dốc sức làm tốt ở tỉnh Hải Đông, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Người anh em, chúng ta đều là trẻ mồ côi, được sư phụ nhận nuôi, vì vậy, chúng ta chính là anh em. Sau này ở tỉnh Hải Đông, anh làm anh cả, em làm em hai. Tôn trẻ cũng là người thông minh, làm sao có thể không nghe ra Cao Ngọc là đang thăm dò mình, vội lắc tay, anh Cao, anh đừng nói ra những lời như thế, em làm gì có bản lĩnh đó, con người em trước giờ chẳng có chí hướng gì lớn cả cao ngọc vừa ý gật gật đầu người anh em như vậy mới là anh em tốt cao ngọc và tôn trạch đắc ý thỏa mãn ở tỉnh hải đông đại sát bốn phương đến nay bọn họ cũng có thực lực này càng huống hồ nghiệp gia chết trên tay của húc thiết hiện nay danh tiếng của húc thiết ở phía bắc như mặt trời ban trưa bọn họ làm đồ đệ của ông ta tất nhiên nước lên thì thuyền lên nhắm mắt thư giãn nghĩ tới nghiệp gia trong lòng húc thiết vẫn còn sợ hãi nhưng nhiều hơn đó là ngưỡng mộ và đố kỵ nghiệp ra không ngờ anh lại có cơ duyên đạt được cổ võ tâm pháp chỉ là tiếc rằng vừa mới đạt được không lâu phúc phận này chỉ giúp anh mạnh hơn một chút mà thôi nếu như anh có thể nhẫn nại đóng cửa tu luyện sợ là không cần luyện lâu anh đã có thể giết tôi dễ như trở bàn tay rồi chết trên tay của tôi cũng thiệt thòi cho anh đối với võ giả mà nói kính trọng những người mạnh nhưng bọn họ càng tôn trọng những người có tình có nghĩa nghiệp gia, nghĩa khí đối với bảng đại ca, khiến cho người khác ngạc nhiên ngưỡng mộ. Húc thiết, một đời cũng không kết giao được với một người anh em nào tốt như thế. Không phải ông ta không chịu thổ lộ tình cảm, mà là, người đời có quá nhiều nguy hiểm gian trá, ai cũng không thể tin nổi ai. Hiện nay, phạm vi thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông thật là sạch sẽ đến đáng sợ. Một số thế lực lớn đã dồn dập bị diệt vong, còn những bọn tép siêu kia, thì người nào người nấy kinh hồn bạt vía, Đến ngay cả gan cướp túi tiền cả bà già ở chợ cũng không có Vòng thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông dường như biến mất Những người ở thế lực ngầm trong khu vực khác muốn nhân lúc này nhảy vào Không có thứ tự tranh giành, ai chiếm lĩnh được chính là địa bàn của người đó Nhưng chỉ qua mấy ngày, những người này cũng phát hiện ra không thích hợp, ảo ảo rời đi Nhà họ hoác ở Đông Nam không phải thế lực rất mạnh sao Những người trong thế lực ngầm này đúng là không ai có thể động được nhưng, nhà họ hoác ngủ quên rồi sao, không có một chút động tĩnh gì. Giống như thật sự bị Giang Hải giết đến sợ rồi. Thực ra thì không phải, sợ hãi Giang Hải là một mặt, còn có một điểm, chính là vì nhà họ hoác từng bị gia tộc ở phía thiên lương cáo qua, đất của tỉnh Hải Đông, không phải ông ta có thể tùy ý dở trò được. Hiện nay, tình hình cả nước ổn định. Giang Hải ngoài việc ở bên cạnh cố Uyển như ra, thì đi đôn đốc công ở phía tây thành phố, việc trang hoàng tòa nhà văn phòng của tập đoàn Uyển như sắp hoàn thành, không bao lâu nữa là có thể chuyển qua đó. Hơn nữa, Giang Hải cũng bảo Tần Hiên gọi tất cả những nhân viên trước kia đã sắp xếp ra ngoài đều quay về. Sắp xếp một người ở thiên ưng môn hướng dẫn bọn họ tu luyện. Lúc này, đám kim thâu đã phải trải qua những bài huấn luyện cấp ma quỷ, người bình thường mà gặp sợ rằng sẽ bị dọa đến ướt cả quần. Những thiết bị này, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ khiến người khác bị thương, thậm chí có khả năng mất mạng. Mỗi động tác, mỗi lần tập luyện đều phải kéo căng 100% tinh thần mới được. Nhưng đám người Kim Thâu cũng không sợ, nghiến răng, hô hào gia nhập vào. Bọn họ biết, Giang Hải sắp xếp những điều này là muốn bọn họ trở nên mạnh hơn. Tất cả mọi người đều đang dốc sức. Từ trước đến giờ, Kim Thâu đều là người tập luyện ác liệt nhất, mỗi lần có cuộc thi đấu, hơn phân nửa đều là anh ta giành được hạng nhất. Lần này cũng không ngoại lệ mấy lần suýt chút nữa kiệt sức mà ngất ra đó. Những dụng cụ trước kia bọn họ dùng qua đều thu lại xếp gọn ra chỗ khác, 50 người được thất hồn chọn ra làm đội phó. Nếu như nhóm người kim thâu không cố gắng, bị vượt qua thì bọn họ sẽ bị loại. Giang Hải từng nói, bọn họ tương lai sẽ phải đi ra ngoài, đi ra khỏi tỉnh Hải Đông, thậm chí ra khỏi phương Đông. Không có thực lực, đi ra ngoài vậy chính là nộp mạng thay vì sau này đối mặt với kẻ thù sẽ phải chảy máu chảy nước mắt chỉ bằng lúc này chịu khó chảy mồ hôi luyện không chết vậy thì luyện cho đến chết mới thôi một đám người hô hò la hét giống như một đàn chó điên đang rất đói vậy điên cuồng không có gì so sánh được sau thời gian luyện tập dài trăm chàng trai nằm đổ trên đất thở hổn hển anh giang anh kể xem nghiệp gia chiến đấu như nào mà chết đi kim thâu nghiêng đầu có hơi nhưng không có sức hỏi đúng vậy chúng tôi muốn biết tôi cũng muốn biết hai đại sát thần của thành phố giang thanh đã từng vô cùng oai phong bây giờ một người lui về ở ẩn một người đã chết ít nhiều vẫn khiến cho người khác có chút thổn thức giang hải nói kỹ năng không bằng người mấy người vẫn còn đang chờ để nghe câu tiếp theo giang hải nhìn tần hiên một cái rồi quay người bỏ đi tần hiên nói hết những tin tức vừa lấy được ra lúc đám kim thâu nghe nói Nghiệp gia rất có khả năng là cổ võ giả thì vô cùng kích động. Cổ võ giả, mới chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết thôi, bọn họ chưa ai từng gặp qua. Bọn họ cũng không phải không biết nghiệp gia, đối với giang hải anh ta chẳng khác nào một tên nịnh hót, làm gì giống cổ võ giả. Vậy, anh Giang cũng là cổ võ giả, hay là càng mạnh hơn? Tần Hiên lắc đầu, tôi từng hỏi qua anh Giang. Không phải. Chương 192, chính thức khởi động dự án của tập đoàn uyển như ở thành phố giang tư vẫn đang tiến hành bình thường có điều tình hình vẫn tính là tốt hoành thiên giai gây ra một số rắc rối các kiểu hoạnh hoẹ nhưng nói chung vẫn hoạt động được bây giờ hoành thiên giai khá khó khăn nếu như người phụ nữ lấy tên giả là bộ trần kia có thể tóm được giang hải tiếp theo nếu như bạo ngựa bắt phe thì đã có chim sẻ trực sẵn tập đoàn uyển như rất có khả năng sẽ là sản nghiệp của anh ta đè ép thì giống như đang ra tay với sản nghiệp của mình nhưng không đẻ ép, lại sợ một khi Giang Hải vui vẻ làm lớn làm mạnh thì lúc đó lo liệu không kịp. Đối với chuyện này, Giang Hải không hề quá quan tâm, trong lòng vẫn biết Hoành Thiên Giai đã làm những thủ đoạn đáng xấu hổ gì, có điều anh vẫn chưa có dự định ra tay. Vợ anh cũng cần có những vấn đề như thế này để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, càng huống hồ, đoàn đội của tập đoàn Uyển như vẫn còn trẻ, cũng cần có những khó khăn như này để nâng cao năng lực không có việc gì, Giang Hải lại bắt đầu nằm nghịch điện thoại. Cố huyền như nói, chồng ơi, mình có nên tổ chức một hoạt động cho nhân viên giao lưu với nhau không? Có điều, bây giờ công ty bận rộn quá, có lẽ chỉ có thể đi ăn một bữa cơm. Giang Hải nghĩ đi nghĩ lại, muốn làm thì đơn giản, để anh bảo Thúy Hỏa thông báo một chút, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm được rồi. Vừa kêu gọi, từ trung tầng của công ty trở lên, trước mắt làm việc ở văn phòng chính ở thành phố Giang Tư đã có đủ mấy mươi người để tân nguyên văn sắp xếp khách sạn của nhà mình dứt khoát dừng một ngày làm việc chiêu đãi nhân viên nội bộ nếu như có người đặt chỗ thì cứ nói hết chỗ rồi anh giang hôm nay là anh mời khách hay là cố tổng mời vậy một người con gái cười híp mắt ở tập đoàn uyển như trong lúc làm việc mọi người đều rất nghiêm túc nhưng ngoài công việc mọi người rất vui vẻ thoải mái hơn nữa giang hải vốn thích những người thích đùa tính tình cũng hòa nhã mỗi ngày còn mời bọn họ ăn hoa quả nữa tôi không chỉ mời ăn cơm hôm nay tôi còn mời mọi người ngủ nữa giang hải nói to có điều phòng chỉ có thể một nam một nữ đi vào mọi người phải tranh thủ nắm bắt bắt thời gian kết đôi nha ái trà, nói như thế anh và cố tổng phải đặt một phòng giường lớn mới được không được không được nhất định phải đặt phòng một giường đơn chật trội mới ấm áp chứ mọi người trêu chọc nhau tíu tít giang hải mặt dày chẳng hề gì nhưng mặt cố uyển như lại đỏ giống như quả cà chua tay vừa thò tới eo của giang hải nhéo mạnh một cái để thể hiện tình yêu lúc này bộ trần lại đến có một vấn đề liên quan đến hợp tác cần nói chuyện một chút với cố uyển như thấy nhiều người muốn cùng ra ngoài như vậy ngay lập tức nói để hôm khác nói sau nói xong bộ trần nhìn giang hải vẫy tay tạm biệt cố uyển như tuyệt đối thuộc vào tuyếp người cuồng công việc lập tức muốn kéo dài thời gian của bữa ăn liên hoan xử lý vấn đề hợp tác trước bộ trần nói cũng không phải việc gì quan trọng hôm khác nói cũng được tôi không làm lỡ thời gian mọi người ăn cơm nữa cố huyền như nói hay là cô dẫn theo nhân viên chúng ta cùng nhau nhé đông người cũng náo nhiệt như vậy được không thúy hòa cười chị bộ trần chị là nữ thần mà chúng tôi công nhận đó có thể cùng chị ăn cơm thì chúng tôi vui lắm không chỉ nhân viên nam đến ngay cả nhân viên nữ cũng đều một vẻ mặt mong đợi Giang Hải có chút nhức đầu, đây là tình huống gì đây, một người phụ nữ xinh đẹp, đàn ông thích thì cũng thôi đi, lẽ nào phụ nữ không nên ngưỡng mộ đố kỵ sao? Nhìn ý của bộ trần cũng không phải thật sự muốn từ chối. Bộ trần nói khách sáo, thật là ngưỡng mộ bầu không khí làm việc của công ty mọi người, nếu như tôi mà muốn tìm việc nhất định sẽ đến tập đoàn Uyển như. Đến khách sạn, có bộ trần ở đó, chỗ ngồi cũng phải coi trọng một chút rồi. Cố huyền như và bộ trần nhất định là ngồi ngang bằng với nhau rồi, còn Giang Hải, tất nhiên là được sắp xếp đến một bên khác, như vậy xem ra, vừa có thể nhìn bộ trần từ bàn bên cạnh. Trước tiên cố huyền như nói một hồi công việc cùng với bộ trần, đều là vấn đề nhỏ, rất nhanh đã giải quyết xong vấn đề. Người phụ nữ tên bộ trần này, không có chút ngại ngùng nào, rất hào phóng. Tuy có phong thái của nữ vương từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại có thể rất nhanh hòa đồng được với mọi người, khiến cho người khác cảm thấy ấm áp lại bình dị dễ gần. Chỉ với một bữa cơm, cô ta giống như đã trở thành bản thân không có gì không thể nói của mấy người nhân viên nữ trong công ty. Vốn chỉ tính ăn cơm xong rồi giải tán, Bộ Trần lại nói cảm ơn sự chiêu đãi của Cố Tổng, mấy nhân viên này của tôi, theo tôi đến thành phố Giang Tư bàn bạc chuyện làm ăn, cũng lâu lắm rồi chưa được thư giãn, hay là tôi mời mọi người đi hát nhé. Mấy người người cùng nhau đi hát, nơi đó quả không phải là nhỏ điều khiến giang hải không ngờ đó là cố huyền như từ trước đến nay không thích xã giao thương vụ lại vui vẻ nhận lời nhưng khi đến quán karaoke cố huyền như ngáp ngủ không ngừng theo lý mà nói người vợ không mưu mô dễ thương lúc này phải rất có tinh thần giang hải nói vợ ơi hay là để bọn họ chơi chúng ta về nhà nhé cố huyền như thật sự buồn ngủ không chịu nổi nói với giang hải như vậy thì không hay bộ trần là đối tác quan trọng của công ty sao em có thể cứ vậy mà bỏ đi được chứ? Bộ Trần vừa đúng lúc xuất hiện ngay bên cạnh, lập tức cười nhẹ, cố tổng, hay là cô về nghỉ ngơi trước đi, sắp xếp cho tôi một chiếc xe lát nữa đưa tôi về khách sạn là được rồi. Vừa nói ánh mắt vừa như vô tình vừa như cố ý nhìn Giang Hải. Giang Hải cười lạnh, đây là muốn chuẩn bị diễn kịch rồi sao? Cố huyền như vẫn rất do dự, có điều đến cuối cùng vẫn đồng ý. Trong phòng mà bộ trần đã bao đều là nhân viên cấp cao trong công ty, độ tuổi có cao hơn một chút, rất nhanh đã có người xin về trước, không thích hợp với môi trường như vậy. Giang Hải hơi cao mày, điều này chẳng có chút nào hợp lý cả. Cho dù nói như nào, bộ trần cũng là đối tác lớn của công ty, đang nói chuyện làm ăn, cho dù không thích thế nào cũng phải tỏ ra phối hợp một chút. Đây là tiệc của nhà mình tự tổ chức sao? Nói đi là đi. Vì lẽ đó, Giang Hải vẫn không nói gì, yên tĩnh ngồi đó, không hát cũng không uống. Chỉ còn lại hai người Giang Hải và Bộ Trần, Bộ Trần nâng ly rượu lắc lắc biểu thị thành ý với Giang Hải. Anh Giang, anh và Cố Tổng, đúng là vợ chồng tình nghĩa sâu nặng. Thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Giang Hải nói hờ hứng, vợ chồng bình thường mà thôi, làm gì có gì đáng để ngưỡng mộ chứ. Than thở một hơi nặng, Bộ Trần nghiêng đầu, chớp mắt, nhẹ nhàng lau khóe mắt. Che giấu cực tốt, vừa không để người khác nhìn thấy nước mắt, còn có thể khiến cho người khác có thể nắm được rõ nét động tác của cô ta, từ đó biết được cảm xúc của cô ta. Tôi cũng đã từng có một hôn nhân khiến người khác phải ngưỡng mộ, chỉ là hai. Bỏ đi, không nói nữa, đều là chuyện đã qua cả rồi. Theo lẽ thường mà nói, tình huống như thế này, Giang Hải sẽ hỏi thêm một câu. Để cho bộ Trần nói ra câu chuyện của cô ta, cũng dễ bước vào nội tâm của cô ta. Đàn ông mà không phải đều thả thính phụ nữ như thế sao? Nhưng Giang Hải lại giống như khúc gỗ vậy, thờ ơ lạnh lùng. Hơi cao mày, trong lòng đang suy nghĩ. Nhìn ánh mắt của bộ trần rất nhanh đã trở nên cực kỳ sắc, đồng thời lại vừa có chút kinh hãi. Người phụ nữ này lại dùng thủ đoạn ngay trước mắt mình mà bản thân lại không có chút phát giác nào. Không đơn giản, thật là không đơn giản mà, người phụ nữ này rốt cuộc có thân phận gì con người luôn phải hướng về phía trước qua rồi thì hãy để cho nó qua đi giang hải đột nhiên mở miệng trong đôi mắt tuyệt đẹp của bộ trần dường như không che giấu nổi sự hớn hở còn tưởng giang hải là một người lòng dạ sắt đá thật chứ cuối cùng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường không qua nổi ải mỹ nhân là đàn ông đều sẽ bị vẻ đẹp hấp dẫn đều không thể thoát khỏi thói hư tật xấu đã ngấm trong xương cô gặp phải đàn ông tồi rồi sao không Tôi đã gặp vài người đàn ông tốt, có điều, bọn họ đều chết cả rồi. Bộ Trần thật sự đã khóc, rất là đau lòng. Giang Hải lại gần một chút, khóe miệng nhếch lên, bọn họ tại sao lại chết? Chết vì bệnh, hu hu, đều trách tôi, có lẽ số tôi khắc phu. Không, không phải do mệnh cô khắc phu, Giang Hải nói, đừng cứ có vấn đề là lại đẩy trách nhiệm cho số mệnh. Nếu như cô thật sự đau lòng, tôi lại có cách giải quyết giúp cô bộ trần ngẩng đầu lên cứ ngẩn người ra nhìn giang hải ánh mắt đó tưởng chừng như muốn hút hồn nhưng ánh mắt của giang hải từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo người phụ nữ này chính là một con bò cạp giang hải nói cô lẽ nào không nên đi theo bọn họ sao theo bọn họ bộ trần mở miệng yếu ớt nhưng ngay lập tức cô ta đã nghe ra không đúng hả giang hải cười nụ cười âm u lạnh lẽo thủ đoạn của cô đã rất cao tay rồi có điều trước mắt tôi vẫn chưa đủ nếu như tôi đoán không nhầm những thủ đoạn mà cô dùng đều là kiểu thôi miên này đúng không anh giang anh đang nói cái gì vậy tôi nghe không hiểu bộ trần vẫn đang giả vờ nhưng sắc mặt đã có chút thay đổi cô là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu giang hải cười như không cười nhưng ánh mắt dần dần u ám xuống hơn nữa hiện rõ ra ánh mắt hung ác lạnh lẽo anh đã có một chút không nhịn được nữa muốn kết thúc tất cả những chuyện này người phụ nữ như này nhẽ ra không nên sống trên thế giới này mà nên theo mấy người chồng đã mất đi gặp diêm vương cũng là một chuyện tốt giang hải hoàn toàn ngả bài nói đi cô đến thành phố giang tư rốt cuộc có mục đích gì bộ trần không ngờ lại bị giang hải phát hiện dễ dàng đến thế điều này sao có thể như vậy đã không cần thiết phải ngụy trang nữa rồi thần thái của bộ trần ngay lập tức thay đổi trở nên có chút hung ác anh, làm sao mà nhìn ra được? Giang Hải nói, lẽ nào cô không phát hiện ra, tôi không có một chút cảm giác gì với sự quyến rũ của cô sao? Thủ đoạn thôi miên của cô, đối với tôi mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Đích thực là như vậy, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Giang Hải, bộ trần không ngừng thử khám phá, nhưng Giang Hải giống như đang ngủ vậy, ngoài biểu hiện không háo sắc ra, thì không chịu một chút ảnh hưởng nào. Cho dù là nữ giới, đều sẽ bị cô ta mê hoặc, chỉ có người thật sự ngủ say thì mới không có cách nào thực hiện được trên người người đó có điều hôm nay cô ta đã gặp một người miễn dịch với mình giang hải thông tin của cô tôi đã kiểm tra qua rồi có bao nhiêu tên quỷ phong lưu chết trên tay cô sợ rằng bản thân cô đều chưa nghiêm túc đếm qua nhỉ có cần tôi liệt kê giúp cô một chút không bộ trần cười hung ác hư lạnh nói lẽ nào bọn họ không đáng chết sao thèm muốn cơ thể của tôi lẽ nào không nên trả một chút giá sao bọn họ chết hay không chết không liên quan gì đến tôi lẽ nào cô đến thành phố giang tư là tôi chủ động quyến rũ cô sao giang hải lạnh lùng nói tôi cũng thèm muốn thân thể của cô sao tôi nói có gì sai không uyển thuần đại mỹ nữ giang hải đã điều tra rõ ràng rồi bộ trần tên thật là uyển thuần chuyện cô ta đến thành phố giang tư chắc chắn có liên quan đến hoành thiên giai nhờ mắt trong lòng hư lạnh hoành thiên giai tự tìm đường chết, xem ra cũng đến lúc cho anh một bài học để anh tỉnh ra rồi. Anh lại biết tên thật của cô ta, Huyền Thuần vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu như đã bị anh phát hiện rồi, tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa. Huyền Thuần đã hoàn toàn thoải mái, liên tiếp cười dịu dàng, trở nên cực kỳ quyến rũ. Đây đúng là một người phụ nữ quyến rũ, Giang Hải lạnh lùng nhìn. Nếu như Giang Hải không có tâm pháp bảo giữ tâm trạng đế vương truyền dạy cho, Sợ rằng sớm đã chết dưới váy của Uyển Thuần vô số lần rồi. Vài cái cúc trầm chậm, chậm được gỡ ra, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Chương 193, rằng xé. Uyển Thuần nói, chuyến đi này của tôi tự nhiên sẽ không vô ích. Thế này đi, tôi sẽ làm người phụ nữ của anh, thay vào đó anh cho tôi 30% vốn cổ phần của tập đoàn Uyển Như, thế nào? Nếu không thì sao? Giang Hải chắp tay đứng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng lẽ nào anh lại từ chối một người phụ nữ như tôi sao anh có thể nếm thử rồi sau đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn chỉ có điều sau khi nếm thử tôi rồi thì anh mới biết thế nào là một người phụ nữ thực sự từ từ cởi từng cúc áo một chỉ cần anh muốn tôi sẽ là người của anh anh muốn làm gì thì làm nào đến đây nào giang hải khóe miệng nhếch lên chậm rãi bước về phía trước vươn tay nắm lấy chiếc váy của uyển thuần thưởng thức cảnh đẹp như ẩn như hiện dưới vạt áo. Uyển Thuần mỉm cười, trong mắt có chút khinh thường. Giang Hải thì ra cũng chỉ kẻ làm bộ thanh cao, cái nhìn không chút gợn sóng này thực sự khiến cô ta có chút rung động. Có lần, Uyển Thuần đã thể rằng nếu cô ta gặp phải một người đàn ông một lòng một dạ với cô ta, hoặc một người đàn ông không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp này của cô ta, cô ta sẽ tự nguyện hiến thân cho người đó. Thật đáng tiếc ngần ấy năm trôi qua, cô ta chỉ toàn gặp toàn mấy tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi một thân thể bẩn thỉu và nhem nhuốc trong chiếc áo lộng lẫy xinh đẹp Xoạt! a à, vẫn còn một vài chiếc cúc áo chưa mở giang hải đột nhiên xé toạc hết ra uyển thuần kinh hãi hét lên sau đó làm một tư thế xấu hổ và rất quyến rũ lát nữa tự mình bắt taxi mà về nếu như uyển thuần đã không biết xấu hổ thì hà cứ gì giang hải phải nể mặt cô ta chứ loại phụ nữ cực phẩm như này, lại hớ hênh như thế ở trên đường, có lẽ sẽ khiến không ít người được một phen bổ mắt, Giang Hải coi như tặng một màn giải trí bổ mắt cho người dân thành phố Giang Tư. Anh! Đừng đi, Uyển Thuần hoảng sợ, mặt biến sắc. Giang Hải xé quần áo trên người người cô ta, không phải là vì bị kích thích bởi mùi thơm trên người cô ra, mà là muốn khiến cô ta phải mất mặt. Giang Hải vẫn không dừng lại, đặt tay lên cửa, hơi quay đầu lại, Uyển Thuần, nếu cô muốn hợp tác, Tập đoàn uyển như vô cùng hoan nghênh. còn nếu cô muốn dùng mưu kế, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi. ở phía đông, mấy chỗ tiếp khách kia, thiếu một hoa khôi như cô đấy. nói xong, giang hải bước đi. uyển tuần ngồi thất thần, ánh mắt vô cùng phức tạp, sắc mặt càng thêm tái mét. ngay lập tức, cô ra nghiến răng. tốt, tốt lắm, hôm nay tôi thề, tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ gối trước mặt tôi. ngay sau đó, Cô ta lại cảm thấy có chút lạc lõng. Không, không, anh ta rất tốt, rất tốt. Nếu mình mà là Cố Uyển Như thì tốt biết mấy. Tại sao, tại sao ngay từ đầu người tôi gặp không phải là anh, tại sao? Tại sao Cố Uyển Như lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy? Khi trở về đã thấy Cố Uyển Như gục đầu trên bàn làm việc. Sao không đi ngủ sớm đi, mặc dù biết Cố Uyển Như đã bị trúng thuật thôi miên, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết chuyện gì thật sự em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa sau khi em trở về thì lại không ngủ được cố uyển như lắc đầu và vặn cổ qua lại giang hải cười nhạt tiến lên mát xoa vai giúp cố uyển như có một số việc không cần phải tự mình kham hết đâu giang hải khuyên nhủ trong một tập đoàn lớn ông chủ chính là người nắm quyền điều hành hướng phát triển nếu bạn phải tự mình giải quyết mọi việc thì cho dù có mệt đến chết cũng chỉ là một công ty nhỏ phân quyền hợp lý và đào tạo nhân tài đúng cách mới là vòng tuần hoàn hợp lý. Trông à, cố huyền như thoải mái khịt mũi một cái, sau đó nói tiếp, anh nói xem công ty vừa mới có thêm các phòng ban mới thì nên để ai phụ trách đây. Giang Hải nói, Thúy Hòa cũng là một ứng cử viên tốt. Cô ấy, có được không? Có được hay không? Để cô ấy thử rồi sẽ biết. Thời gian dài như vậy, đối mặt với ai cũng biến tiến và lùi hợp lý, hơn nữa còn đóng góp rất nhiều ý kiến tốt cho em, đến anh cũng cảm thấy rất được. Anh, có vẻ anh rất biết cách quản lý công ty, hay là... Cố huyền như nhìn Giang Hải. Giang Hải gãi đầu cười, em nói mò gì vậy, con người anh không có đầu óc, không đảm đương nỗi mấy vị trí này. Anh vẫn là nên làm tốt bổn phận của một đứa con rể, hết lòng hầu hạ em là được rồi. Biết rõ Giang Hải rất lười biếng, nhưng Cố Uyển Như cũng không thể tưởng tượng được Giang Hải lại là người thích nói đùa như vậy, để một người không nghiêm túc quản lý công ty có phải là sẽ càng thêm rối loạn không? "Vợ à, công việc thì làm đến bao giờ cũng không hết được đâu, thực ra chúng ta còn có việc quan trọng hơn." Mặt Cố Tiêu Dao đỏ bừng. Mấy ngày qua nhân sự của công ty sẽ thay đổi, mỗi ngày đều phải tổ chức hội họp thảo luận phương án, Cố Tiêu Dao đã nhiều ngày không về nhà ăn tối rồi. Hơn nữa công ty cũng đang chuẩn bị chuyển sang văn phòng mới tập đoàn tiêu giao sắp làm việc tại tòa nhà văn phòng phía tây thành phố đến lúc đó tất cả các phòng ban sẽ ở cùng nhau điều này cũng thuận tiện cho việc quản lý để kim thâu về trước giang hải cũng lái xe đưa cố tiêu giao về nhà khi vừa ra khỏi bãi đậu xe giang hải mới phát hiện có một chiếc xe đang theo sau mình khẽ cao mày anh lái xe đi hết phía tây thành phố nhân tiện gọi điện cho tần hiên anh có việc gì sao cảm thấy có gì đó không ổn cô liền hỏi. Giang Hải nói, đi xem cảnh đêm ở tòa nhà của chúng ta không? Thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang kính chiếu hậu, chiếc xe đó vẫn bám theo. Dù sao ở phía tây thành phố vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ cấp, rất ít xe cộ qua lại. Ở thành phố Giang Tư, tuyệt đối không có ai dám bám theo Giang Hải, vậy chiếc xe này hơn phân nửa không phải là của thành phố Giang Tư. Sắc mặt không chút biến động lặng lẽ lái xe vào hầm để xe, Ngô Mẫn vẫn đang chăm chú bố trí công việc, nhận được thông báo lập tức tìm vài lý do để nói chuyện công việc với cố tiêu giao. Đúng lúc này, bên ngoài tòa nhà văn phòng, ở một nơi tối tăm, một chiếc xe công vụ màu đen đậu ở ven đường. Đen vụt tắt, chỉ có thể nhìn thấy những điểm đèn đỏ trên xe. Hai người đang hút thuốc. Trong xe là Cao Ngọc và Tôn Trạch. Muộn như vậy mà còn đến một nơi hẻo lánh như này, đúng là khó hiểu ngồi trong xe, trong mắt Cao Ngọc hiện lên một tia sát ý. Nhà họ Triệu ở phía Bắc muốn lấy tiền, có thể nhìn thấy Giang Hải, nhìn thấy tầm cỡ của tập đoàn tiêu giao, anh ta đột nhiên lại có một ý định khác. Số tiền đó có phải cho không rồi không? Lẽ nào không cần lấy thêm một ít lợi nhuận sao? Bọn họ đã ở tỉnh Hải Đông được vài ngày. Đương nhiên, cũng đã nghe qua truyền thuyết về thành phố Giang Tư, đã nghe qua về sự kiêu ngạo của Giang Hải ở thành phố Giang Tư. Tuy nhiên, Cao Ngọc không quan tâm, lẽ nào Giang Hải có thể mạnh hơn nghiệp gia. Đó là một tồn tại siêu cấp, sắp tu luyện thành cổ võ giả. Ngay cả nghiệp gia cũng phải chết dưới kiếm của húc thiết. Cái gì mà Giang ra gia thành phố Giang Tư gì đó, chỉ là tự rát vàng lên mặt thôi. Tôn Trạch hung hăng hút một điếu thuốc, anh Cao, bọn họ tới đây cũng tốt, thuận tiện để chúng ta ra tay. Đúng vậy, chỉ cần bắt được bọn họ, muốn bao nhiêu tiền thì tùy ý ngay cả tiền của nhà họ triệu ở phía bắc cũng dám lấy, đúng là muốn tìm chết mà. Sau nửa giờ trôi qua, từ phía tây thành phố đến trung tâm thành phố Giang Tư, vòng qua vòng lại hai chuyến cũng đủ rồi. Tuy nhiên, Giang Hải và Cố Uyển như vẫn không ra mặt. Mẹ kiếp, đẻ trong đó luôn hay gì mà lâu vậy. Chửi một câu, Cao Ngọc bước xuống xe, nhìn tôn trạch một cái rồi định trực tiếp xông tới. Bỏ họ còn trẻ tuổi đã là cao thủ võ giả, một thành phố giang tư bé nhỏ đương nhiên chỉ như vùng đất không người trong mắt họ nhưng bọn họ không biết rằng bọn họ tưởng mình là hai con hổ nhưng thực ra chỉ là hai miếng thịt béo bở tự dâng đến miệng sói sau khi mặc quần áo của thư ký trở về khách sạn uyển thuần nằm suy nghĩ nguyên man trong bồn tắm cô ta hận giang hải sao có lẽ là hận anh ta đã tự hạ nhục mình như vậy nhưng trong lòng lại không có chút ghét bỏ nào thậm chí uyển thuần còn nghĩ đã giờ này rồi có lẽ giang hải và cố uyển như đang ôm ấp mặn nồng bên nhau trong cơn choáng váng uyển thuần cảm thấy mình trở thành cố uyển như người đang lãng mạn quấn lấy giang hải cuồng nhiệt hoang dã và tận tụy hoàn toàn giải phóng ham muốn bên trong của cô ta giang hải rất dịu dàng với cô ta còn cô ta thì háo hức tìm kiếm sự chăm sóc của anh ôm ấp và quấn lấy nhau nhưng cùng với tiếng nước chảy ào ào uyển thuần dần trở nên tỉnh táo lại cô ta cảm thấy chán mình lấm tấm mồ hôi sau khi trải qua cơn đê mê điên cuồng cắn răng uyển thuần bật khóc tuyệt vọng vỗ mặt nước đầy bọt la hét hú hét khóc lóc ôm lấy khuôn mặt hận không thể xé toạc khuôn mặt điên cuồng của người đàn ông kia quá xinh đẹp có phải là chuyện tốt không đối với uyển thuần vẻ ngoài xinh đẹp đơn giản chỉ là một thảm họa cô ta chưa từng được biết thế nào là tình cảm gia đình chưa từng được hưởng sự ấm áp Cô ta chỉ là một món đồ chơi bị thế giới ruồng bỏ. Không cần biết ai có được cô ta, họ chỉ coi cô ta như một món đồ chơi. Năm 14 tuổi, cha dượng của cô ta trở thành người đàn ông đầu tiên của cô ta. Cô ta vẫn còn nhớ người cha dượng quỳ xuống van xin cô nghe lời. Còn nữa, sau khi bị cự tuyệt, ánh mắt man dợ như giã thú của ông ta lao đến xé nát quần áo trên người cô thành từng mảnh, rồi điên cuồng chiếm hữu. Cô ta vẫn còn nhớ người đàn ông mà cô ta đem lòng yêu say đắm đã lạm dụng cô ta như thế nào, coi cô ta như một món hàng, chỉ vì lợi ích mà nhẫn tâm đưa cô ta cho gã đàn ông khác làm nhục. Cô ta vẫn còn nhớ. Nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của Uyển Thuần, cô ta không tương thích với thế giới này nữa rồi, bọn đàn ông kia đều nhìn cô ta bằng ánh mắt bẩn thỉu. Cho đến khi cô ta học được thuật thôi miên, cho đến khi cô ta lần đầu tiên ra tay giết tên đàn ông đó cho đến ngày hôm nay, cô ta đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng Uyển Thuần chưa bao giờ có hạnh phúc dù chỉ một ngày, chưa bao giờ có được một tình yêu thật sự đúng nghĩa. Cho đến hôm nay, cô ta đã biết trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tình cảm bền vững như vậy. Tên Giang Hải đó vừa đáng hận vừa đáng ghét. Tại sao lại để cô ta biết được giữa anh ta và cô Uyển như là loại tình cảm chân thành không chút với bẩn? để cô ta biết được trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tốt đẹp như vậy. Cô ta muốn có được phần tốt đẹp đó, nếu không có được thì đó không còn là tốt đẹp nữa, mà cô ta sẽ phá hủy nó. Tôi nhất định phải có được anh." Uyển Thuần đứng dậy và đối diện với mình trong gương, quá hoàn hảo. Bọt nước chậm rãi rơi từ trên xuống dưới, dọc theo làn da trắng nõn như ngọc bích, giọt nước như muốn bám lấy thân thể này, từ từ nhỏ giọt không muốn rời ra nếu như có một người đàn ông ở đây, anh ta nhất định sẽ chảy máu mũi quỳ xuống trước mặt cô ta. Anh ta thậm chí còn mất trí rồi lao về phía trước một cách điên cuồng như hổ đói. Thứ cố huyền như có nó, tôi đều có cả. Thứ cố huyền như không có, tôi cũng có. Vậy tại sao, cố tiêu giao có thể có được anh, nhưng tôi thì không? Tại sao? Vẻ mặt của huyền thuần có chút hung ác dữ tợn, đối mặt với tấm kính, gầm lên một cách cuồng loạn bị người khác nhắm vào cũng chẳng phải là chuyện tốt gì cả. Giang Hải hắt hơi hai cái, rụi mũi không nói nên lời, nhìn vào bóng tối. Ở đó, hai bóng người vụt qua, Cao Ngọc và Tôn Trạch. Hai bóng dáng lướt qua nhẹ như không, hai người này quả thật đều là cao thủ. Chỗ chết tiệt này sao mà rộng thế chứ? Đây là tòa nhà văn phòng á, mẹ phải tốn bao nhiêu tiền cho cái đống này chứ? Cao Ngọc xoa cằm, cười nhân nhở. Tôn Trạch cũng có chút phấn khích, có vẻ như số tiền hai người bọn họ đã thảo luận trước đó vẫn còn hơi khiêm tốn. Đòi Giang Hải một tỷ, không phải là đang làm nhục một phú hào siêu cấp sao? Đang cười điên cuồng, nhưng, đột nhiên, nụ cười trở nên đông cứng lại. Bọn họ cảm thấy có một luồng hơi thở mạnh mẽ ở sau lưng. Cái mạo uyển như có mà thuần, đại mỹ nữ ca có đó là một trái tim biết yêu thương, lòng người lương thiện, lương tâm trong sáng thanh thuần thoát tục chị hiểu ca chị thuần, À mà chắc không đâu. chương 194, đùa thôi mà. Cao Ngọc ngay lập tức đứng thẳng người, một cảm giác không ổn dần dần xuất hiện. Tôn Trạch ở bên cạnh đã run rẩy. Người trước mặt thật sự rất mạnh mẽ. Thành phố Giang Tư, sao lại có một người có sức mạnh như vậy tồn tại được chứ? Người mà anh ta nhìn thấy là thất hồn. Nhưng là thất hồn cố tình làm lộ hơi thở ra để khiến bọn họ cảm nhận được. Anh có phải là Giang Hải không? Cao Ngọc từ từ lùi lại, Tôn Trạch ngay lập tức kéo Cao Ngọc lại với vẻ bất lực, cái đồ đần này. Nếu đã gặp một cao thủ, thì cứ nói mình đi nhầm chỗ không được sao. Nếu hỏi như vậy chẳng khác nào nói cho đối phương biết, mặc dù anh rất mạnh nhưng chúng tôi tới chỉ là để vạch lá tìm sâu. Thất hồn chậm rãi lắc đầu. Tôn Trạch thở phào nhẹ nhõm, ồ, hóa ra là không phải, chúng tôi đi nhầm rồi, bây giờ sẽ đi chỗ khác ngay. Cao Ngọc cũng hiểu ý, gãi gãi đầu một cái, rồi ngông nghênh chắp tay một cái, nói sau này có duyên sẽ gặp lại. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ quay người, lại phát hiện ra một nhóm người đang đứng trong bóng tối. Người đứng đầu, tóc nhuộm màu xanh lá cây cực kỳ trói mắt. Một đôi mắt giống như con trồn đói nửa tháng mới nhìn thấy một con chim chỉ nhỏ. Giống như một tên ngốc gặp một cô gái làng chơi. Không phải tôi, là anh ấy. Thất hồn nhìn cách đó không xa. Giang Hải nắm lấy tay cố uyển như đi về phía xe của mình, không quan tâm đến tình hình ở bên này. Cao Ngọc lên tiếng nói, chúng tôi là đến. Đến làm gì không quan trọng, thất hồn không muốn nghe chút nào. Quan trọng là mấy người đã đến rồi. Kim Thâu mỉm cười và tiến lên một bước, nào, ra tay đi. Ra tay, lúc này có hơn trăm người đứng phía sau Kim Thâu, nếu như ra tay không phải là sẽ bị đám người đó đẻ chết hay sao? Không ngờ lại có người dám đến thành phố Giang Tư gây rối, rõ ràng là không coi chúng ta ra gì mà kim thâu chậm rãi đi tới dáng vẻ ngông nghênh hoàn toàn không coi đối phương ra gì trong khoảng thời gian khắc khổ luyện tập này kim thâu và những người này đã có một bước nhảy vọt về thể chất lúc này bọn họ muốn tìm một đối thủ vừa tầm để đối đầu thực chiến là cách tốt nhất để kiểm chứng sức mạnh xoạt kim thâu trực tiếp xé rách áo sơ mi của mình so với mấy tháng trước bây giờ anh ta cơ bắp cuồn cuộn hoàn toàn giống như là hai người khác nhau một người nữa cũng đứng ra đó là chu khải cũng đồng thời xé bỏ quần áo trên người mình mỗi người một tên tôi muốn tên xấu xí kia không 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 anh vẫn nên chọn tên nhìn giống người kia thì hơn cao ngọc và tôn trạch nhìn nhau lúc này bọn họ cũng không biết ai xấu hơn ai vậy thì không cần phải phí lời nữa ai tóm được là của người đấy cao ngọc cũng tức giận mặc dù khí thế của thất hồn khá mạnh nhưng mà đám người kim thâu này thì anh ta lại không sợ bị người khác coi như đồ chơi ngay cả tượng đất thì cũng có ba phần là bản tính của đất ngạo mạn tự cao ép người quá đáng các người các người rốt cuộc là ai kim thâu cười nói là người muốn đánh nhau với bọn mày nào mau đến đây tao sẽ nhường bọn mày ba chiêu vừa nói kim thâu vừa nhào tới mục tiêu của anh ta chính là cao ngọc tuy nhiên chu khải ở một bên còn lại cũng nhảy ra và lao về phía cao ngọc bọn họ có thể nhận ra kỹ năng của cao ngọc có vẻ tốt hơn khuôn mặt hai người hung hãn ánh mắt dữ tợn đồng thời vồ tới vô cùng kiêu ngạo tìm chết cao ngọc tức giận cho dù có cao thủ phía sau nhưng đám người kim thâu quả thật là quá khinh thường hai người họ rồi bọn họ đến từ phía bắc đại diện cho nhà họ triệu hơn nữa, sư phụ của bọn họ là húc thiết. Ở phía Bắc, không ai dám coi thường bọn họ, họ rất tự hào vì là đệ tử xuất sắc của húc thiết. Giờ nắm đấm lên rồi tung ra một cú đấm. Về phần đám người kim thâu, bọn họ cũng không nghĩ tới việc trốn tránh, mà trong ánh mắt lại còn hiện lên vẻ hưng phấn. Quả thực, như bọn họ nghĩ, người này ẩn chứa một sức mạnh không hề nhỏ. Đừng có giành với ông đây. Kim thâu lại giống lên, đồng thời một cú đấm tương tự được phát ra, mà cánh tay bên kia lại ra sức đẩy Chu Khải sang một bên. Phác, Chu Khải đành phải chuyển hướng, lao thẳng về phía Tôn Trạch. Đây có phải là một kẻ mất trí không? Bao gồm cả thất hồn, tất cả mọi người đều không ai ngờ được Kim Thâu vì muốn giành một con mồi mà ra tay với cả người của mình. Thịch, hai nắm đấm va chạm vào nhau phát ra một âm thanh chắc nịch. Kim Thâu lùi lại mấy bước, chấn động khớp xương. Cú đấm này mạnh đến mức khiến cả cánh tay anh ta tê dại. Cao Ngọc cũng lùi lại vài bước, vẻ mặt u ám, có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Ở phía bên kia, Tôn Trạch đang đấu với Chu Khải. Vừa va chạm, Tôn Trạch đã cẩn thận lắc người lùi lại phía sau. Cao Ngọc và Tôn Trạch lúc này sát lại một chỗ. Tôn Trạch nói: "Anh Cao, đánh không lại đâu." Cao Ngọc đã sớm có ý định rút lui rồi, thành phố Giang Tư có nhiều cao thủ như vậy, nếu nhà họ Triệu ở phía Bắc biết chuyện, có phải cũng sẽ có một cơn chấn động không? đây là thế lực mà ngay cả những thế gia có truyền thừa lâu đời cũng không dám coi thường đi cao ngọc gầm nhẹ một tiếng bỏ chạy trước muốn chạy quá muộn rồi kim thâu quát một tiếng lao ra với tốc độ nhanh hơn cả hai người cao ngọc trong mắt lóe lên một tia dữ tợt nắm đấm xé gió tung ra sát ý vô cùng tàn nhẫn bọn họ dám gây chuyện ở thành phố giang tư còn tới tòa nhà trụ sở của tập đoàn uyển như không phải tự tìm đường chết thì là cái gì thật sự cho rằng thành phố Giang Tư không có ai sao. Cho rằng thành phố Giang Tư chỉ là quả hồng mềm, muốn bóp lúc nào thì bóp sao. Thực sự nghĩ thành phố Giang Tư chỉ một địa điểm du lịch, muốn đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi sao. Kể từ khi Giang Hải thống trị mảnh đất thành phố Giang Tư này, những kẻ đến gây rối kiếm chuyện phải chết nhiều không đếm xuể, số người bị thương thì càng không cần phải bàn. Có điều, những người này đều có một điểm chung, đó là bọn họ không thể đi mà không để lại một thứ gì đó. Hoặc là tiền hoặc là mạng sống. Đây là quy tắc của thành phố Giang Tư. Bùm 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 bùm. Không đến 3 giây sau, Kim Thâu đã đuổi tới, sau đó hai bên cũng nổi lên một trận chiến hung tàn. Tay đấm chân đá, tràn ngập sát khí. Thất hồn ở cách đó không xa lạnh lùng quan sát cục diện, ánh mắt bình tĩnh. Đám người cao ngọc còn không có đủ tư cách để anh ta nhìn, thậm chí còn không xứng để anh ta nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Hai người kim thâu mạnh nhất trong trăm người. Tuy nhiên, Cao Ngọc dù sao cũng là đệ tử của Húc Thiết, đi theo ông ta cũng nhiều năm, cũng là một cao thủ. Sau vài lần di chuyển, kim thâu đã bộc lộ rất nhiều khuyết điểm. Cao Ngọc nhìn thấy được kẽ hở, dùng chân đá kim thâu bay sang một bên, ngã xuống đất, làm miệng dính đầy bùn đất. Mẹ kiếp, kim thâu đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững Chu Khải đã bị một cú đấm cho ngã ngứa, rồi bay tới. Hai người bị rơi vào cùng một chỗ, vô cùng nhếch nhác. Bọn họ thất thế, nhưng cũng không chấp nhận chịu thua, lau vết máu chảy trên mũi rồi đứng dậy chiến đấu một lần nữa. Được rồi, hai người đã chết rồi. Nếu như không có thất hồn đứng một bên quan sát, hai người kim thâu quả thực đã chết trong tay Cao Ngọc từ lâu rồi. Vì sự xuất hiện của thất hồn, Cao Ngọc cũng không dám ra tay tàn độc chuốc thêm thù hận nữa kim thâu nghiến răng khịt mũi rồi miễn cưỡng bước sang một bên thất hồn còn chưa kịp nói gì thì hai người khác đã ngay lập tức lao ra đồng tử cao ngọc co rút lại trong lòng thầm rùa cậy đông hiếp yếu đánh một lúc hai người càng thêm kinh hãi không thể tin nổi lẽ nào một trăm người trước mặt đều có sức mạnh ngang với tên tóc xanh kia sao nếu đúng như vậy lực lượng này thật sự quá khủng khiếp rốt cuộc là ai là ai lại có thể cùng lúc huấn luyện ra 100 người, hơn nữa mỗi người lại mang hơi thở vô cùng dũng mãnh như vậy. Vẻ mặt của bọn họ viết lên hai chữ, kinh hoàng. Đừng nói đến tôn đại thần như thất hồn, cho dù chỉ có đám lâu la kim thâu này, bọn họ muốn lấy tiền của Giang Hải cũng là chuyện không thể nào. Bọn bọ, làm sao họ có thể đánh bại cả trăm người như vậy chứ? Chẳng mấy chốc, hai người cao ngọc đã bò trên mặt đất, mặt mũi bầm tím, chảy máu mũi dài. Mang đi, Kim Thâu lạnh lùng nói. Ngay sau đó, cả hai bị đưa đến một sân tập, sân tập này đủ rộng cho 200 người có thể huấn luyện cùng một lúc. Vào lúc này, ở giữa đã được thiết kế thành sàn đấu. Hai người, ai sẽ lên trước? Kim Thâu đứng trên sân khấu, máu mũi đã ngừng chảy, nhưng Kim Thâu vẫn không phục, anh ta muốn khiêu chiến thêm một lần nữa. Cao Ngọc và Tôn Trạch liếc mắt nhìn nhau, lúc này Cuối cùng bọn họ đã hiểu được mục đích nhóm người Kim Thâu đưa bọn họ tới đây để làm gì. Đây chẳng phải là muốn biến bọn họ trở thành bao cát để tập luyện sao? Bắt bọn họ, việc trước tiên không phải là nên hỏi rõ thân phận của bọn họ là gì sao? Kim Thâu không quan tâm đến những điều này, điều mà anh ta quan tâm đến chính là đám người cao ngọc kia rốt cuộc có khả năng kháng cự đến mức nào. Trong sân tập huấn luyện ra một một cặp cao thủ như vậy, sau khi tập luyện so tài một trận, cũng đừng quá vui mừng. Chu Khải hừ lạnh, Kim Thâu, anh mau xuống đây cho tôi, lần này tới lượt tôi khiêu chiến. Xếp hàng, xếp hàng, Kim Thâu rất nóng nảy, ngoác ngoác ngón tay về phía Cao Ngọc. Lúc trước bị Kim Thâu đẩy một cái, trong lòng Chu Khải đã cảm thấy rất khó chịu, sao nào, anh lại muốn chơi sỏ có phải không? Nếu không thì chúng ta thử lại lần nữa xem. Địch, ông đây mà sợ cậu sao? Thử thì thử, vừa rồi không biết là ai bị ông đây cho một đấm lăn sang một bên. Ngoé vừa rồi là ai bị đá văng xuống vũng bùn hả lúc này tần hiên cũng đi tới ánh mắt u ám và lạnh lùng cầm miệng hết lại đi kim thâu muốn cãi chảy cãi cối nhưng nghĩ đến mấy lời của giang hải vừa mở miệng lại phải nuốt mấy lời định nói vào trong tần hiên đứng trước mặt cao ngọc mấy người là ai cao ngọc tự đắc chúng tôi là người của nhà họ triệu ở phía bắc mấy người gặp rắc rối to rồi ngay cả tôi mà cũng dám đánh tôi khuyên anh một câu, vẫn là nên biết điều thả bọn tôi ra, nhà họ triệu có thể sẽ không truy cứu trách nhiệm mấy người. Trách nhiệm, Tần Hiên cười chế nhạo. Kim Thâu, giao cho các cậu. Nhớ đừng đánh nước tay đứt chân, đừng đánh vỡ náo, đừng. Được rồi, được rồi, chúng tôi nhớ cả rồi, không ai đánh chết bọn họ đâu, giữ bọn thêm vài ngày, chúng ta sẽ có trò tiêu khiến để chơi. Tần Hiên nhìn bọn họ một ánh mắt thương hại rồi quay đi. Một tiếng hoan hô vang lên, tất cả đám người bọn họ đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào hai người cao ngọc đầy hứng thú mấy người mấy người muốn làm gì một đám người chậm rãi vây quanh lấy hai người bọn họ cao ngọc kinh hãi nuốt nước, nước bọt dữ dội sư phụ của tôi là húc thiết một trong những võ giả giỏi nhất phía bắc húc thiết không quen trong sân tập đồng thời vang lên tiếng hét lớn a h h h a h h h tiếng thét thấu tận trời xanh hai người cao ngọc nằm mơ cũng không thể ngờ sau khi đến thành phố giang tư lại thảm đến mức này cả đêm hai người cao ngọc không rời sàn đấu từng người một lần lượt lên sàn thay nhau nện vào mặt bọn bọn mau thả chúng tôi ra nếu không các người sẽ phải hối hận đắc tội với nhà họ triệu ở phía bắc mấy người để giang hải tới gặp tôi tôi muốn gặp giang hải kim thâu châm một điếu thuốc ngăn đám người vẫn đang bao vây lấy bọn họ được rồi đừng đánh chết bọn nó. Phục vụ đồ ăn thức uống, chăm sóc tốt một chút, rồi đánh tiếp. Nhớ kỹ, thức ăn cho, chó, phải đầy đủ dinh dưỡng. chương 195, Thế giới ngầm là có thật sao? Ngày hôm sau, Kim Thâu lại kéo hai người ra ngoài muốn đánh một trận nữa. Ngậm điếu thuốc trong miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người không muốn trở thành bao cát cho người khác luyện tập. Qua một đêm, khuôn mặt của Cao Ngọc sưng lên như cái đầu heo, sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu. Đây mà là luyện tập cái gì chứ, rõ ràng đưa mặt ra cho người ta đánh, đánh cũng bị đánh mà không đánh thì cũng bị đánh. Cao Ngọc gân cổ lên, thà chết chứ không chịu. Tôn Trạch lại khéo đưa đẩy, liên tục cầu xin tha mạng, nói vết thương vẫn chưa lành. Anh ta chỉ có thể khép nép xin tha, nếu không, tên nhóc kim thâu này thật sự có thể nhét tàn thuốc vào lỗ mũi của anh ta ngay tức khắc. Đây là một nhóm người mất trí, đặc biệt là nhìn vào những thiết bị đó, cả đám cứ la hét và luyện tập điên cuồng. Hai người bọn họ, cho dù là đồ đệ của húc thiết, nhưng bây giờ đã bị người khác nắm chặt trong lòng bàn tay, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn giống như một con mèo. Được rồi, cút về dưỡng thương đi. Kim thâu dẫm lên tàn thuốc, hư lạnh một tiếng. Anh Cao, anh nghĩ xem chúng ta nên làm gì đây, chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Trong mắt Cao Ngọc hiện lên một tia hung hãn, nắm chặt tay đừng lo đã cả ngày sư phụ không nhận được tin tức của chúng ta ông ấy nhất định sẽ cho người đi điều tra biết được chúng ta đang ở thành phố giang tư nhất định sẽ cho người đến tìm tôi chỉ sợ sợ chúng ta sẽ không sống nổi tới lúc đó tôn trạch nuốt nước bọt nói không lâu sau giang hải ung dung đi tới ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng giờ phút này dường như không một ai có thể nhìn ra được diện mạo ban đầu của hai người bọn họ từ trước đến giờ đám người kim thâu luôn thiếu một đối thủ ngang tầm hai tên này cũng xem như là một đối thủ xứng tầm đúng là đánh đến chết đi sống lại tên gì cao ngọc không nói chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác tôn trạch vội vàng báo danh tính còn đặc biệt nhấn mạnh mình chính là đồ đệ của húc thiết cười với anh nói anh là anh giang đúng không thực ra chúng tôi đại diện cho nhà họ triệu ở phía bắc đến tìm anh giang để bàn bạc một số công việc bàn chuyện giang hải cười nhẹ vẻ mặt rất ôn hòa không không nhà họ triệu là muốn muốn hỏi gần đây có phải trong tài khoản của anh giang có thêm một khoản tiền nhỏ được chuyển vào không ừm có nhà họ triệu có ý kiến gì sao kim thâu trợn mắt trông rất dữ tợn không 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 có ý kiến nhà họ triệu nói tiền thì cứ tiêu tôn trạch có chút sợ sệt người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu anh giang không ông chủ giang chúng tôi sai rồi cầu xin anh hãy thả chúng tôi đi nhà họ triệu phía bắc muốn số tiền đó giang hải thờ ơ nghịch móng tay cái này bọn họ cũng không dám nói mình đến đây đòi tiền chỉ là muốn hỏi một chút thôi chắc sẽ không ai tin mấy lời vô nghĩa này của bọn họ giang hải đứng ở trước mặt hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào cao ngọc đôi mắt kia bình tĩnh như nước Cao Ngọc có chút run rẩy. Nó không chỉ bình tĩnh mà còn rất sâu, cảm giác như có thể vô tình bước vào mà không bao giờ thoát ra được nữa. Một cái nhìn vô cùng kinh hãi, khiến bọn họ như rơi xuống vực sâu. Kim Thâu, mấy cậu cũng thật là, sao lại ra tay nặng như vậy với bạn tập của mình chứ? Thế này đi, trong vòng một ngày nhiều nhất cũng chỉ được 10 người thách đấu, ai lên trước tự các người quyết định. Sau đó, Giang Hải rời đi, đối với vị sư phụ của hai người bọn họ không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, thậm chí còn không thèm để ý đến. Càng không để tâm đến chuyện húc thiết sẽ tìm đến báo thù, có vẻ như Giang Hải đang mong đợi húc thiết sẽ cử ai đó đến nữa. Cút về chữa lành vết thương đi, Kim Thâu cười gần, ngoan ngoãn làm bao cát cho bọn anh đánh, hai chú em mới được thoải mái một chút, nếu không, sẽ khiến mấy chú sống không bằng chết. Ánh mắt Cao Ngọc hiện rõ sự cuột cường. Kim Thâu lạnh lùng nói, còn đối với anh Giang, sư phụ của hai chú chẳng qua chỉ như một con dẹp mà thôi cho dù ông ta có đích thân tới thì cũng chỉ như thành phố giang tư có thêm một phần mộ mà thôi lời nói của kim thâu khiến người ta phải khiếp sợ quốc thiết ở phía bắc cũng xem như là cao thủ hàng đầu má cao ngọc muốn nói kim thâu quá mức kiêu ngạo nhưng khi lời đến cửa miệng lại không nói được anh ta nghĩ đến thất hồn nghĩ đến giang hải Cả trăm người ở đây đều có sức mạnh ngang ngửa Kim Thâu, mà tên thất hồn đó còn đáng sợ hơn. Thân là lão đại của đám người họ, Giang Hải có sức mạnh như thế nào, chắc cũng không cần phải bàn nữa. Thật không thể tưởng tượng được. Cả người Cao Ngọc lạnh như rơi vào hầm băng. Sư phụ của bọn họ, Húc Thiết, rất có thể không phải là đối thủ của Giang Hải. Ít nhất, Giang Hải và Húc Thiết hẳn là có thể đánh một trận. Bóng lưng Giang Hải biến mất, cả người Cao Ngọc run lên mồ hôi lạnh toát ra không ngớt anh ta hoảng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi tiếp theo hai người bọn họ sẽ phải đối mặt với những thứ gì họ sẽ phải chiến đấu mỗi ngày cho đến chết bên ngoài giang hải không vội vã rời đi phía sau anh là tần hiên anh giang nếu nhà họ triệu ở phía bắc lại cử người đến phù hợp thì để lại làm bao cát cho mấy người kim thâu còn những kẻ không thích hợp thì cứ tiêu diệt tần hiên run rẩy toàn thân một câu nói quyết định sống chết của một người, mà có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy. À, đúng rồi, có bao nhiêu thế lực bên ngoài đã xâm nhập vào thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông? Tần Hiên nói, bên trong tỉnh Hải Đông không có một thế lực lớn nào cả, nhưng có một số thế lực bên ngoài đang âm thầm tham gia vào các hoạt động bành trướng. Giang Hải nói, mỗi khu vực, bồi dưỡng một người đại diện. Hả, Tần Hiên sừng sốt. Giang Hải đã từng nói anh sẽ không bao giờ đặt chân vào thế giới ngầm. Giang Hải nói, để bọn họ đi đúng đường, có khó không? Tần Hiên gãi gãi đầu, thật sự không hiểu Giang Hải là có ý gì. Theo mô hình của thành phố Giang Tư, chia thành những khu vực nhỏ, cho phép sự tồn tại của các cơ sở kinh doanh xám. Còn các khu vực khác phải sạch sẽ và ổn định. Chúng ta cũng có thể đưa ra sự trợ giúp tương ứng, cho phép bọn họ tích hợp, hoặc thậm chí loại bỏ các lực lượng nhỏ địa phương, có điều, làm việc phải dựa theo quy tắc của chúng ta về sau chúng ta cũng không cần bọn họ phải cống nạp gì cả nhưng nếu có ai dám bước qua giới hạn, hừ. tần hiên cúi đầu xuống tỏ ý đã hiểu sau đó đi làm việc nếu tập đoàn tiêu giao muốn có được chỗ đứng vững chắc trong tỉnh không thể không có một môi trường ổn định một số nơi trương khí mù tịt chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu hợp tác với thế giới ngầm cũng là một chuyện tốt dù quản lý tốt đến đâu cũng sẽ có những khu vực báo động đỏ không thể loại bỏ nó hoàn toàn chỉ có thể hạn chế hết mức có thể. Ngay sau đó, tin tức về thành phố Giang Tư được truyền đi. Nhưng kết quả lai khiến người ra có chút giở khóc giở cười. Rất ít người trong thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông hưởng ứng, còn nói bọn họ đã không còn là người trong thế giới ngầm nữa. Đầu tiên là lôi đại ca và bàng đại ca cạnh tranh để giành địa bàn, bọn họ phải lựa chọn một bên làm chỗ dựa. Sau đó, lại bị nhà họ hó hóc ở Đông Nam xâm lấn, bọn họ buộc phải quỳ gối phục tùng, sau này, bàng đại ca lại thu nạp được bọn họ. Bàng đại ca chết, người của nhà họ triệu ở phía bắc lại kéo đến, thủ đoạn còn ác liệt hơn, giết chết không biết bao nhiêu người. Trong thế giới ngầm, mỗi lần xảy ra chấn động, đều là một trận đẫm máu, việc thay đổi người cầm đầu thường xuyên, thương vong vô số. Trong thế giới ngầm tràn ngập mùi thuốc súng, đám người kêu la thảm thiết, lúc này cuối cùng mới nhận ra, mình chỉ là một bầy cừu non, bất kể là đám chó sói hay chó chăn cừu nào tới. Bọn họ cũng đều sẽ trở thành con mồi bị sâu xé. Việc hỗ trợ của thành phố Giang Tư cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, nhiều người cho rằng Giang Hải cũng đang lặp lại những việc như nhà họ Triệu đã từng làm. Tiếp theo đây, sợ rằng đó sẽ là cuộc giao chiến giữa Giang Hải và nhà họ Triệu, mà thân phận của bọn họ trước nay chưa từng thay đổi, chỉ là món mồi béo bở, một con cừu non cho đám chó săn tranh giành. Khi thuốc súng lại bốc lên, sợ rằng sẽ không còn thấy được mặt trời ngày mai không lâu sau tin tức về thành phố giang tư lại truyền đi nói đã rời khỏi thế giới ngầm sau này không ai được phép truy cứu những ân oán trong quá khứ nữa nhưng cũng sẽ không bao giờ được phép kinh doanh những ngành lách luật nữa người nào đồng ý thì sẽ được giữ lại thế giới ngầm chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhiều sếp lớn đang tranh thủ xử lý ngành công nghiệp xám cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt phải tận dụng điều này để nhanh chóng rút khỏi thế giới ngầm tới sân huấn luyện chỉ là thuận đường Giang Hải đang cùng cố tiêu giao đi khảo sát khu vực phía tây thành phố. Tập đoàn tiêu giao sắp ký hợp đồng với Uyển Thuần để hợp tác chuyên sâu. Và tập đoàn chúng thần của Uyển Thuần cũng sẽ chính thức đầu tư vào thành phố Giang Tư. Không chỉ xây dựng nhà máy, mà xây dựng hẳn một khu công nghiệp có quy mô siêu lớn, chỉ riêng việc đầu tư cơ sở hạ tầng trước sau cũng lên đến vài tỷ đồng, còn phải mất 5 năm để hoàn thành. Thậm chí, Uyển Thuần còn muốn chuyển trụ sở của tập đoàn chúng thần đến thành phố Giang Tư giang hải hoan nghênh sự hợp tác nhưng nếu uyển thuần có bất kỳ động cơ nào khác giang hải tự nhiên sẽ không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào nữa người phụ nữ này đang coi giang hải là mục tiêu mà giang hải lúc này cũng nhìn cô ta với ánh mắt cảnh giác sau khi nhìn thấy được một khu đất rộng uyển thuần đã chọn nó mảnh đất này cạnh trụ sở của tập đoàn tiêu giao bên cạnh là khu khoa học công nghệ đang xây dựng cố tiêu giao và uyển thuần bắt tay nhau việc hợp tác về cơ bản đã hoàn tất ánh mắt của Uyển Thuần chú ý tới đằng xa kia, nhìn thấy Giang Hải bước ra khỏi xe cùng với Tần Hiên. Sắc mặt không đổi, nửa thật nửa đùa nói, tiêu giao, tôi thực sự ghen tị với cô vì có một người chồng tốt như vậy. Giang Hải sao, cố tiêu giao ngượng ngùng cười, trong lòng vô cùng ấm áp, cô cũng biết Giang Hải thật sự rất tốt. Anh ấy cũng bình thường thôi. Uyển Thuần mỉm cười, tự nhiên có chút quyến rũ, bình thường. Hay là, cô nhường anh ấy cho tôi đi cô muốn thì cứ lấy đi. một câu nói đùa nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. uyển thuần thật sự rất nghiêm túc. mà cố tiêu giao lúc này miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại có chút chua sót. chi tiết hợp tác đương nhiên là trách nhiệm của các bộ phận liên quan. uyển thuần thảo luận với cố tiêu giao sẽ tổ chức một bữa tiệc tuyên bố hợp tác, địa điểm được đặt tại trụ sở mới xây dựng của tập đoàn tiêu giao. tiếp đó hai người đi tham quan tòa nhà văn phòng đang sửa sang và trang hoàng lại uyển thuần nhìn căn biệt thự độc đáo ở dưới kỳ lạ hỏi uyển như tòa nhà đó dùng để làm gì vậy chỉ là nơi để nghỉ ngơi tạm thời nó do giang hải thiết kế cố uyển như nở một nụ cười nhẹ trong lòng có chút ngọt ngào giang hải đối với cô thật tốt uyển thuần không có vẻ gì là đang nói với cố uyển như giọng nói của cô ta rất nhỏ dường như là đang tự nói với chính mình ánh mắt của cô ta lại nhìn về phía Giang Hải ở dưới tầng. Bên cạnh xe, Giang Hải và Tần Hiên đang trò chuyện, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Nhìn theo ánh mắt của Uyển Thuần, Cố Uyển như cũng nhìn thấy Giang Hải, sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống. Giang Hải lại hút thuốc rồi. Cố Uyển như bước xuống lầu, nhỏ giọng hỏi, mùi khói thuốc trên người anh là sao vậy? Giang Hải kéo kéo cổ áo mình, khịt khịt mũi, cười thùm tìm, đều là do Tần Hiên, cái cậu này thật là hư, cố ý đứng chỗ có gió hút thuốc, hại cả người anh đều có mùi khói thuốc nồng nặc. Thật không, đôi mắt cố tiêu dao dần trở nên lạnh lùng. Giang Hải gãi gãi đầu, dù sao cô cũng không bắt được tại trận, anh cũng sẽ kiên quyết không thừa nhận. Anh cứ chờ đó cho em, em ở trên lầu, đều thấy hết cả đấy. Hư một tiếng, trước mặt Uyển Thuần, cố Uyển như cũng nên giữ thể diện cho Giang Hải. Giang Hải xoa xoa mũi, đối với dân nghiện thuốc, lén lút hút một điếu cũng thật khó mà chương 196, nguy cơ lại tìm đến. Phía Bắc, nhà họ Triệu. Sau khi nghỉ ngơi, chấn thương của Húc Thiết đã bình phục hơn một nửa, nhưng có chuyện khiến ông ta phải cao mày. Từ khi Cao Ngọc và Tôn Trạch đến thành phố Giang Tư thì không thấy có tin tức gì. Tuy nhiên, thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông đột nhiên lại truyền tin đến, nói rằng Giang Hải của thành phố Giang Tư dường như đã thống nhất quản lý thế giới ngầm. Đám người Cao Ngọc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây là không xem nhà họ Triệu ra gì sao? Ông ta lập tức gọi ngay một người tới, đây là đệ tử yêu thích của Húc Thiết, đồng thời cũng là con nuôi của ông ta, Du Chính Trí. Chí. Ngay cả ở phía Bắc, Du Chính Trí Chí cũng khá nổi tiếng, anh ta thực sự là đệ tử chân truyền của Húc Thiết. Chính Trí, Chí con đến thành phố Giang Tư xem đám cao ngọc rốt cuộc đang làm cái quái gì? Căn cứ theo định vị xe của bọn họ, có lẽ là đang ở phía tây của thành phố Giang Tư. Du chính trí gật đầu rồi rời đi ngay lập tức. Chuyện này húc thiết cũng không quá để tâm. Thành phố Giang Tư chỉ là một nơi nhỏ, lẽ nào lại có cao thủ sao? Ngay cả khi có Giang Hải, thì nó cũng chỉ là một cái chuồng gà ta, chui ra một con gà trống to hơn một chút mà thôi. Giang gia trên đời này, lại dám có kẻ xưng, ra, sao? Ngay lúc này, tại tập đoàn Uyển Như, một số giám đốc điều hành đang họp, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Ở thành phố Giang Thanh, Hoành Thiên Giai không ngừng gây rắc rối, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của công ty. Không chỉ vậy, ở thành phố Giang Thanh, còn nổi lên việc một số người ngăn cản sản phẩm của tập đoàn Uyển như chiếm lĩnh thị trường. Những người này đều là những người bị tập đoàn Uyển như từ chối khi ngỏ ý muốn hợp tác. Một số người là vì dở trò xảo quyệt trên hợp đồng. Cũng có người muốn gian lận lừa đảo. Còn có vài kẻ thực lực không đủ, Nhìn thấy tập đoàn Uyển Như ngày càng lớn mạnh, chiếm hết thị phần của bọn họ, cho nên cay mắt, sinh ra oán hận. Chỉ dựa vào nỗ lực của các đối tác ở các thành phố Giang Thanh thì rõ ràng là không thể giải quyết được. Các đối tác này phải tìm đến tập đoàn Uyển Như, suy cho cùng thì dự án cũng là do hai bên hợp tác, nếu thua lỗ thì tập đoàn Uyển Như cũng sẽ là bên chịu tổn thất nhiều nhất. Cạnh tranh thì ở đâu cũng có, nhất là sự cạnh tranh ngày nay còn kéo theo sự kế thừa và sự sinh tồn của rất nhiều người cạnh tranh lành mạnh cũng là động lực để phát triển mỗi doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh đều phải dẫm lên đối thủ để bước tiếp vấn đề là có một số phương pháp lại vượt ra ngoài phạm vi cạnh tranh thương mại mà những vấn đề này lại đồng thời xuất hiện ở thành phố giang thanh khiến cố uyển như phải đặc biệt chú tâm ung tiểu ni cố uyển như hơi ngạc nhiên khi nghe cái tên này hiện nay nhà họ xài và tập đoàn uyển như đã hợp tác làm ăn Ung Tiểu Ni lại làm như vậy thì cô ta cũng phải chịu tổn thất. Cố Tổng, vấn đề này rất phức tạp. Nhà họ xài gần đây có vẻ như đã nhận được một khoản hỗ trợ, các quỹ thanh khoản cũng rất dồi dào. Đặc biệt là đã dùng một số thủ đoạn, xem ra đã có người đứng đằng sau chỉ đạo. Mấy hôm trước nhà họ xài đã có một đơn hàng lớn, kho xưởng của chúng tôi đã cố gắng tăng ca để kịp hoàn thành. Nhưng hai hôm trước, ở thành phố Giang Thanh đột nhiên xuất hiện tình trạng bất ổn về giá cả, một số người không biết bằng cách nào đã nhập được lô hàng có giá thấp hơn so với sản phẩm của chúng ta. Cố huyền như cao mày, không tìm thấy nguồn xuất hàng là ở đâu sao. Mã đã được thay đổi, chúng ta không thể phân biệt được. Một vị giám đốc điều hành gãi đầu, không nói nên lời. Chúng tôi biết chắc đó là hàng hóa của nhà họ xài, nhưng mà lại không có chứng cứ. Cố huyền như lạnh lùng nói, hóa ra, nhà họ xài không đến để hợp tác, mà là để lấn áp chúng ta, thậm chí còn muốn tiêu diệt chúng ta. Nếu như bây giờ các kênh bán hàng xảy ra vấn đề, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ công ty. Cố Tổng, đây chỉ là vấn đề nhỏ, bây giờ thị trường ở thành phố Giang Thanh đang rất hỗn loạn. Nhà họ xài yêu cầu chúng ta đền bù, căn cứ theo hợp đồng, chúng ta phải thanh toán cho bọn họ một số tiền vi phạm không hề nhỏ. Cố huyền như lúc này có chút hối hận, không ngờ rằng lúc đầu nhân từ với nhà họ xài, kết cục lại ảnh hưởng lớn đến bản thân. Cuộc họp căng thẳng kết thúc mà không đưa ra được giải pháp nào tốt. Cố huyền như trở lại văn phòng, cau mày, sắc mặt khó coi. Giang Hải vừa nhìn điện thoại vừa cười, bốc trái cây ăn một cách vô tư. Vợ à, rất ngọt, em có muốn nếm thử không? Giang Hải đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Cố huyền như. Cố huyền như không thèm để tâm đến, đến nước nào rồi mà Giang Hải lại có thể bày ra bộ dạng thờ ơ đến như vậy chứ? một tập đoàn lớn như vậy, một mình cô đứng ra gánh ván thật sự đã làm khó cô rồi. Anh tự mình ăn đi, nghẹn chết anh. Cố Uyển Như hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi. Chắc là mấy hôm tới em phải đến thành phố Giang Thanh một chuyến. Cố Uyển Như đột một nói. Đi làm gì? Giang Hải cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói. đều tại em. Cố Uyển Như nói, ngay từ đầu chúng ta không nên cho nhà họ xài cơ hội. Bây giờ. Bọn họ lại quay sang đâm sau lưng chúng ta. Giang Hải nghe xong cũng không quá quan tâm đến mấy lời này của Cố Uyển Như. Gần đây, trên bản tin có đưa tin một việc, Giang Hải cho rằng thật nực cười, nhưng đó lại là sự thật. Một công ty internet lớn đã bị một số người dùng con dấu giả để lừa đảo. Cho đến vài năm sau, công ty đó mới phát hiện ra, đã đưa chuyện này ra pháp luật giải quyết, gây ra một trận sóng gió không hề nhỏ cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi những chuyện này lại xảy ra trong quá trình phát triển của tập đoàn Uyển Như. Suy cho cùng, không một ai mong muốn để người khác vượt mặt mình. Nếu chuyện này không được xử lý dứt điểm, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn Uyển Như. Đây là một kẽ hở lớn, nếu bây giờ không sớm bù lấp vào, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cố Uyển Như nhận thức được mối nguy, cho nên phải đích thân đến thành phố Giang Thanh một chuyến, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Hải nói, chuyện này, em đã thảo luận qua với Lan Kiều chưa? Lan Kiều là một tài nữ ở thành phố Giang Tư, không chỉ có dung mạo khuynh thành, mà còn có tài năng được ví ngang với Gia Cát. Tập đoàn Uyển như ngày càng lớn mạnh, Lan Kiều cũng bớt quan tâm đến công việc hơn, mỗi ngày đều ăn uống vui chơi, đi spa hoặc đi mua sắm, sống một cuộc sống vô cùng hưởng thụ và thành thơi. Lan Kiều cũng biết, tuyệt đối không thể có quan hệ gì với Giang Hải, nếu đã như vậy, Lan ra chỉ cần nắm quyền sở hữu cổ phần trong tập đoàn Uyển Như, rồi đợi ăn hoa hồng là đủ rồi. Cố Uyển Như vỗ chán, ừm, nếu anh không nhắc đến em suýt nữa thì quên mất cô ấy. Cố Uyển Như cười hớn hở, đột nhiên ôm lấy Giang Hải, hôn lên má anh một cái. Giang Hải sững sờ, đây là lần đầu tiên có người hôn lên mặt anh. Không phải như anh nghĩ, ý em là, em chỉ là, em, em mặc kệ anh luôn. Cố Uyển Như cũng choáng váng, hai má lập tức ửng hồng, đẩy Giang Hải ra, nói chuyện cũng có chút ngập ngừng. Giang Hải đưa tay sờ mặt rồi tự cười tủm tỉm, có vẻ như Cố Uyển như đã sẵn sàng đón nhận mình. Muốn rèn sắt khi còn đang nóng, nhưng Cố Uyển như lại chạy mất. Sau khi nhận được thông báo, Lan Kiều đã đến từ sớm. Đặt một đống đồ vừa mua lên bàn rồi chia sẻ cùng với Cố Uyển như như dâng lên báu vật. Cố Uyển như gạt sang một bên rồi đi vào chuyện chính. Lan Kiều sửng sốt một lúc, sau đó mới cười niềm nở. Tôi còn tưởng có chuyện gì cơ, chỉ có thế thôi sao? Cố Uyển như chớp mắt, Lan Kiều, cô không nhìn thấy tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Nếu các khu vực khác cũng làm theo, toàn bộ thị trường sẽ dối tung lên. Kênh bán hàng mà tập đoàn tiêu giao vừa mới thành lập cũng sẽ bị phá hủy. Không một đại lý nào khi nhìn thấy giá cả trên thị trường hỗn loạn mà vẫn dương mắt làm ngơ được. Điều này liên quan đến lợi ích của mọi mắt xích trong kênh rất nhiều sản phẩm không phải chết vì chất lượng, mà là chết vì doanh số bán hàng. Công ty phải trả tiền bồi thường cho nhà họ xài, điều này là chắc chắn rồi. Lan Kiều khép lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, chúng ta đã không phòng bị tốt, để bọn họ lợi dụng sơ hở, cũng coi như là xui xẻo. Cô cứ nói thẳng giải pháp để giải quyết chuyện này đi. Cố tiêu giao háo hức hỏi. Lan Kiều nói, thay đổi bao bì sản phẩm, bao bì của mỗi nơi đều có những điểm khác biệt, Thông qua điểm này có thể phân biệt được số lô của sản phẩm. Cố Huyền Như lắc đầu, tôi đã nghĩ tới, nếu bên kia thực sự muốn chơi chúng ta, bọn họ có thể thay đổi nhãn hiệu cho sản phẩm. Sản phẩm là thật, nhưng nhãn hiệu thì không có thật hay giả. Lan Kiều nói, cô khẳng định là nhà họ Xài đã đụng tay đụng chân đúng không? Cố Huyền Như gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ thay đổi mà không nói cho bọn họ biết. Trong hợp đồng có thỏa thuận rõ ràng nếu như hàng hóa bị sai sót bọn họ sẽ bồi thường thiệt hại đã thanh lý. Hơn nữa, cũng sẽ phải bồi thường một khoản lớn dựa trên tổn thất thị trường. Làm như vậy rất đơn giản, khi những vỏ chai được làm ra, làm chúng móc hoặc nhô ra một vài điểm nào đó, rồi dùng những vỏ chai này để cung ứng cho nhà họ xài là được rồi. Nếu hàng hóa trên thị trường bất ổn về giá cả, mà lý do là vì nhà họ xài, vậy thì chúng ta đã có chứng cứ vô cùng thuyết phục rồi. Cố huyền như hiểu ý, vỗ tay không ngớt, cách này rất khả thi, không những có thể đòi bồi thường, mà còn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng dựa trên những chứng cứ vô cùng thuyết phục. Lan Kiều lấy ra một cái áo, nào, thử xem chiếc váy này như thế nào. Cố huyền như không có hứng thú, cao mày, tôi còn phải đi thành phố Giang Thanh một chuyến, tìm hiểu tình hình cụ thể, hơn nữa còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nữa. Bây giờ ở tỉnh Hải Đông, bất kể là thế lực trong sáng hay ngoài tối đều rất hỗn loạn. Nhất là thế giới ngầm, ngoại lực, nội lực, những người luôn miệng nói mình không nằm trong thế giới ngầm, nhưng vẫn nhúng tay vào ngành công nghiệp xám, tóm lại rất lộn xộn. Giang Hải đã lên tiếng đe dọa sẽ có hành động chống lại những người này, nhưng cho đến nay, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Dần dần, nhiều người cũng chẳng coi Giang Hải ra gì. Đối với một số người, càng hỗn loạn thì cơ hội càng lớn. Điều mà nhà họ xài mong muốn chính là một cơ hội như vậy. Hoành Thiên Giai và nhà họ Hòa ở phía Bắc đã cung cấp rất nhiều tiền, chỉ cần họ làm tốt, tập đoàn Uyển Như sẽ khó thoát ra khỏi vũng lầy này. Bọn họ không ngờ rằng Lan Kiều chỉ bằng một phương pháp đơn giản, đã giải quyết xong vấn đề. Tất nhiên, hàng hóa đóng chai chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng với phần nhỏ này cũng đủ để tập đoàn Uyển Như cắt đứt mối quan hệ hợp tác với nhà họ xài. Thành phố Giang Thanh Trong nhà họ xài rộn rã tiếng cười và hương chè tràn ngập. Anh Hòa, đợi đến khi chuyện này kết thúc, nhà họ xài sẽ tiếp bước nhà họ hòa cùng nhau lớn mạnh hơn. Hòa tiến mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Ung tiểu ni này thực sự coi mình là nhân vật lớn sao? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Cô ta không biết tự lượng sức mình đang ở đâu hay sao? Ngược lại mà nói, nhà họ xài còn không có tư cách để làm con chó theo đuôi cho nhà họ hòa, còn muốn cùng nhau làm nên việc lớn, nếu không phải vì muốn đối phó với tập đoàn Uyển như, chuyện này nhà họ xài được phép nhúng tay vào hay sao? Uyển Thuần đến thành phố Giang Tư để tiếp cận Giang Hải cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào cả. Thậm chí, Hoành Thiên Giai còn đang nghi ngờ rằng Uyển Thuần này đã bị Giang Hải cho ăn bùa mê thuốc lú, trở thành vợ lẽ của anh ta, bỏ qua những chuyện mà bọn họ đã bàn bạc với nhau rồi. Hòa Tiến không thể đợi thêm được nữa, anh ta đã ở tỉnh Hải Đông được một thời gian rồi, anh ta muốn có được công nghệ của tập đoàn Uyển Như, nhưng anh ta vẫn không thể làm gì cả nhà họ Hòa ở phía Bắc vốn đã mất kiên nhẫn và bắt đầu nghi ngờ năng lực của Hòa Tiến. Vì vậy, Hòa Tiến đã thương lượng với Hoành Thiên Giai, lợi dụng nhà họ xài để chống lại tập đoàn Uyển Như. Chỉ cần mạng lưới bán hàng của tập đoàn tiêu giao bị phá hủy, một lượng lớn sản phẩm bị tồn động, chuỗi vốn bị gãy, nhất định sẽ phải quỳ gối cầu xin sự hợp tác của anh ta. chương 197, ung gia không yên ổn hoành thiên giai hắng giọng nói nhà họ hòa ở phía bắc so về thế lực cũng đạt hạng nhất ung tiểu thư có thể hợp tác được với nhà họ hòa cũng coi như là một vinh dự cho nhà họ ung ung tiểu ni đột nhiên hiểu ra mấy lời vừa rồi của mình có chút kiêu ngạo nhà họ ung ở thành phố giang thanh đối diện với nhà họ hòa chỉ như một con kiến lập tức nâng ly cười nói anh hòa tôi hy vọng được nhà họ hòa hỗ trợ nhiều hơn khách sáo rồi trong chuyện này chúng ta hợp tác bình đẳng với nhau có gì mà hỗ trợ với không hỗ trợ chứ? Giọng nói hòa tiến vẫn có chút lạnh lùng, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh nhạt. Làm xong chuyện này, nhà họ ung muốn đi đâu thì đi, hòa tiến không muốn dẫn theo một kẻ đầu óc thiển cận như vậy, thậm chí còn dám so sánh nhà họ ung ở thành phố Giang Thanh với nhà họ hòa ở phía bắc. Một con heo mập, đã xấu lại còn thích nằm mơ viễn vông. Ung tiểu thư, khi nào thì mạng lưới bán hàng của tập đoàn Uyển như có thể bị phá hủy. Ung Tiểu Ni nói, chỉ cần 3 tháng là đủ. Đến lúc đó, không chỉ các kênh bán hàng của tập đoàn tiêu giao sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà những đại lý đó cũng sẽ lần lượt bị hủy bỏ hợp tác, thậm chí nhà họ Ung của chúng tôi còn nhận được một khoản đền bù thiệt hại khổng lồ. Vài tháng, quá chậm, Hòa Tiến không thể đợi lâu như vậy, nhà họ Hòa ở phía Bắc đã mất kiên nhẫn từ lâu. Vì vậy mọi chuyện phải được tiến hành nhanh chóng ngay bây giờ. Thế này đi, cô đẩy nhanh tốc độ chuyển hàng, tôi muốn trong vòng một tháng phải nhìn thấy được kết quả. Nếu như cố huyền như đó chủ động tìm đến mấy người để hòa giải, thì phải đặt chuyện của nhà họ hòa lên hàng đầu, bắt cô ta chia sẻ công nghệ quan trọng mà nhà họ hòa mong muốn. Còn về những dự án khác thì phụ thuộc vào ý của rơ chủ tịch cơ. Hoành Thiên Giai cười nhẹ và không nói gì. Tuy nói là hợp tác, nhưng giành được lợi ích thì lại thuộc về bản thân. Nhưng, nếu cố huyền như từ chối hợp tác, Hòa Tiến lạnh lùng ậm ừ, vậy thì sao? Bây giờ các dự án của tập đoàn Uyển như ở thành phố Giang Thanh sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Nói đến đây, anh ta liếc nhìn Hoành Thiên Giai. Hoành Thiên Giai đang lên kế hoạch làm chuyện này, đóng băng tài khoản của tập đoàn Uyển Như, và dừng tất cả các dự án hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Lý do, chỉ cần tùy ý tìm một lý do cũng cũng đủ để tập đoàn Uyển Như ngấp ngoài, Hoành Thiên Giai có cái quyền này. Ở thành phố Giang Thanh, anh ta chính là trời. Ung Tiểu Ni chỉ chờ một câu này, hơn nữa cô ta cũng đã chờ từ rất lâu rồi. Có nhà họ Hòa ở phía Bắc và Hoành Thiên Gia cũng ra tay đối phó, tập đoàn Uyển Như còn có năng lực gì để có thể tiếp tục nhảy nhót nữa cơ chứ? Sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể khiến cho tập đoàn Uyển Như sụp đổ hoàn toàn. Cô ta có thể nói là hận Giang Hải, hận Cố Uyển Như đến tận xương tủy. Lúc đầu, ở trung tâm mua sắm thành phố Giang Tư bị bọn họ chơi một vố, sau đó lại còn từ chối hợp tác với nhà họ Ung. Thậm chí, cuối cùng bọn họ lại ném quyền hợp tác đó vào tay tên vô dụng Cố Thượng kia, khiến cho nhà họ Ung bị tên Cố Thượng đó kiềm chế. Trong trận chiến này, cô ta luôn gặp bất lợi, doanh nghiệp của nhà họ Ung đã bị tập đoàn Uyển Như siết chặt, thậm chí bây giờ không còn nhiều chỗ đứng trong giới. Đây là một trận đấu tranh sinh tử. Nhưng hiện tại thì khác. Ung Tiểu Ni có chút phấn khích, Giang Hải và Cố Uyển Như, hai kẻ ngu ngốc đó đã đắc tội với nhà họ hòa ở phía bắc còn mong có thể sống tốt sao ung tiểu ni nói anh hòa tôi nghe nói tên giang hải này không dễ đụng vào nói rất khóe léo nhưng từ ngữ và giọng điệu thì lại đầy ẩn ý khiêu khích ngay cả trong thế giới ngầm giang hải cũng rất có tiếng nói mà trong đám đàn em của anh ta cũng có một vài người cực kỳ quyền lực tôi thấy anh hòa vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn lời của ung tiểu ni nghe có vẻ rất mát lòng như kiểu lo lắng cho Hòa Tiến. Nhưng trên thực tế, cô ta đang khích Hòa Tiến, để anh ta đụng độ trực diện với Giang Hải. Quả nhiên, những lời vừa rồi của Ung Tiểu Ni khiến Hòa Tiến cảm thấy rất khó chịu, lại nghĩ tới ngày gặp mặt hôm đó, vệ sĩ của anh ta đã bị đánh tơi tả, đây rõ ràng là đánh lên mặt mũi của anh ta cũng là của nhà họ Hòa. Có thực lực, thực lực thế nào? Cẩn thận, tôi phải cẩn thận cái gì? Hòa Tiến nheo mắt, hư lạnh, khóe miệng cười khinh thường anh ta không giấu giếm sự khinh thường dành cho giang hải ung tiểu thư tôi sợ là cô chưa hiểu rõ thế lực của nhà họ hòa ở phía bắc rồi mặc dù nhà họ hòa ngoài mặt chỉ là kinh doanh nhưng trong thế giới ngầm cũng thế lực không thể coi thường chưa nói tới việc giang hải đó chỉ là một tên ở rể cho dù có là chủ nhân thực sự của tập đoàn uyển như trong mắt gia tộc lớn như chúng tôi cũng chỉ như một con kiến cách biệt như thế nào chắc cô cũng tự tưởng tượng ra được cô hiểu không ung tiểu ni ngay lập tức tỏ ra cực kỳ hoảng sợ hiểu hiểu tất nhiên là hiểu gang viêm dám đắc tội với anh hòa rõ ràng là đang tự đào hố chôn mình có điều hòa tiến lại cau mày ung tiểu ni này rốt cuộc có não không vậy toàn nói mấy lời đâm trọt có thể nói gì đó khiến ông đây nghe lọt tai một chút có được không có điều cái gì không cần phải ấp a ấp úng như thế ung tiểu ni nói có điều nếu như thật sự chọc giận anh ta tôi nhà họ ung nhà chúng tôi thật sự chọc không nổi những kẻ kiêu ngạo và độc đoán đó đâu anh hòa đám đàn em đó của anh ta không dễ động vào đâu không sao tôi đã sắp xếp cao thủ đi nghe ngóng tình hình rồi chỉ cần khiến cho tên giang hải đó chịu khổ một chút anh ta tự khắc sẽ biết nên hành xử thế nào giang hải thật không biết tự lượng sức dám đắc tội với anh ta coi như tự chuốc lấy thảm bại hơn nữa thứ mà hòa tiến muốn không chỉ là cho giang hải một bài học mà còn là mạng của Giang Hải. Lần trước, Hòa Tiến đã tìm tới quỷ, muốn gã giúp đỡ thủ tiêu Giang Hải. Không ngờ tên quỷ đó lại quen biết với Giang Hải, cuối cùng lại cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Hò Hòa. Hòa Tiến ngay lập tức lan truyền chuyện này đến phía Bắc. Ý của nhà họ Hò Hòa ở phía Bắc là muốn cử một vài cao thủ đến ngay lập tức. Địa bàn ở thành phố Giang Tư, nhà họ Hò Hòa nhất định phải có được, thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông cũng không ngoại lệ nhà họ hòa cũng đã nuôi dưỡng lực lượng ngầm của riêng mình để có thể làm chủ được thế lực ngầm của tỉnh hải đông một cách trọn vẹn giang hải nhất định phải chết đây chính là cái giá cho việc dám tự xưng là giang gia nhà họ triệu ở phía bắc thế lực tổn thất lớn đây là thời điểm tốt nhất để nhà họ hòa tiến vào tỉnh hải đông một mẻ thu gọn địa bàn trong thế giới ngầm mối làm ăn này thật quá hời rồi khi bọn họ đang nói chuyện thì thư ký của ung tiểu ni bước tới cúi đầu xuống thì thầm gì đó vào tai cô ta. Sau khi nghe xong điều này, ung tiểu ni mỉm cười nói, anh Hòa, cố huyền như có kế hoạch đến thành phố Giang Thanh khảo sát và yêu cầu các kênh bán hàng của nhà họ ung hợp tác. Hòa Tiến nói, cho dù cô ta có biết nhà họ ung đứng sau lưng làm bất ổn thị trường thì đã sao? Cô ta có bằng chứng không? Nhưng mà, Giang Hải có thể sống đến khi tới được thành phố Giang Thanh hay không thì thật khó nói cho dù có đến đi trang nữa thì cũng không có mạng mà trở về. Lúc này, Hoành Thiên Giai lên tiếng, tôi lại nghĩ rằng cứ để mấy người của tập đoàn Uyển như đến thành phố Giang Thanh để mở rộng tầm mắt. Hả, Hoa Tiến tỏ vẻ khó hiểu. Lẽ nào Hoành Thiên Giai không muốn giết Giang Hải sao? Ung Tiểu Ni cũng có cùng một câu hỏi tương tự. Hoành Thiên Giai nói, tập đoàn tiêu giao đến thành phố Giang Thanh, đương nhiên sẽ mở tiệc chiêu đãi những đối tác làm ăn. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc, tôi lấy danh nghĩa là chủ tịch mời những người nổi tiếng từ thành phố Giang Thanh đến bữa tiệc. Tôi cũng sẽ mời thêm một số bạn bè từ phía Bắc, để bọn họ nhìn thấy môi trường đầu tư tại tỉnh Hải Đông, đương nhiên, bữa tiệc cũng sẽ được tổ chức như một hội nghị xúc tiến đầu tư. Để các tập đoàn, gia tộc trong thành phố Giang Thanh có cơ hội hợp tác với phía Bắc, anh nghĩ xem, bọn họ có tới không? Hòa Tiến vỗ tay cười nếu như vậy thì tiệc của tập đoàn uyển như sợ là chỉ còn mỗi mấy người phục vụ ung tiểu ni cũng cười hưởng ứng tuy nhiên hoành thiên giai lại nói đến khi đó chúng ta phải nghe ngóng xem tập đoàn uyển như sẽ tổ chức tiệc ở đâu chúng ta cũng sẽ chọn cùng một khách sạn với tập đoàn uyển như tôi cũng sẽ mời tập đoàn tiêu giao đến tham gia tiệc hòa tiến sửng sốt mời bọn họ cái này ung tiểu ni hiểu ý trên môi nở một nụ cười ngay lập tức Hòa Tiến cũng hiểu ra, nhếch mép cười nói, đến lúc đó bọn họ có tới cũng không được, không tới cũng không được, ha ha. Nếu Cố Uyển như tới, chính là tự sỉ nhục mình, tất cả bọn họ đều có quan hệ với Hoành Thiên Giai, e rằng sẽ dẫm đạp tập đoàn Uyển như dưới chân mình. Nếu như không tới, cùng một khách sạn, hai sảnh tiệc, một thì sôi động và một thì vắng vẻ. Nhìn bề ngoài là thủ phủ của một tỉnh, đà phát triển của tập đoàn Uyển như đang rất hưng thịnh. Tuy nhiên nhiều người biết được nội tình bên trong đều hiểu, hiện tại bọn họ đang ở trong tình trạng bấp bênh. Hoành Thiên Giai muốn đối phó với tập đoàn Uyển như không phải là chuyện đơn giản. Tác động tiêu cực này sẽ tiếp tục ảnh hưởng, thậm chí còn phát triển thành việc phá vỡ hợp đồng của các đối tác làm ăn với tập đoàn Uyển như. Tất nhiên, cũng sẽ có những phương tiện truyền thông suốt ngày tung ra các loại tin tức tiêu cực về tập đoàn Uyển như, thậm chí còn có tin đồn rằng tập đoàn Uyển như đang suy tàn bên cố Uyển Như còn chưa có động tính thì đã nhận được lời mời từ thành phố Giang Thanh, mời tập đoàn Uyển Như tham gia tiệc xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Cố Uyển Như cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, nói rằng cô nhất định sẽ đến. Giang Hải chậm rãi lắc đầu, cô vợ ngốc này, sợ là vẫn chưa biết mấy chuyện phía sau đều là một ván do Hoành Thiên Giai cố tình dàn xếp, đây là một cái bẫy. Người mời là Hoành Thiên Giai, tên này, tuyệt đối không phải là loại tốt lành gì. Lịch trình sáng sớm ngày hôm sau đã định, nhân viên làm việc ở thành phố Giang Thanh của tập đoàn Uyển như lập tức đặt khách sạn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, thời gian tổ chức tiệc của Hoành Thiên Giai cũng đã được ấn định. Cố Uyển như cao mày, làm sao có thể cùng một lúc. Nhưng mà, thay đổi thời gian vào lúc này thì đã quá muộn rồi. Có tin tức liên quan, thất hồn nhanh chóng báo cho Giang Hải những đối tác đó nhất định sẽ lựa chọn tham gia tiệc của Hoành Thiên Giai. Đế vương, chúng ta có cần phải làm gì không? Giang Hải nhếch miệng nói, đương nhiên, nếu như không tặng cho Hoành Thiên Giai một một món quà lớn, thì anh ta sẽ còn tiếp tục làm càn. Hoành Thiên Giai dự định chính thức đẩy mình về phía trước. Dùng uy danh của Chủ tịch thành phố để cho mọi thế lực, những người nổi tiếng, các gia tộc lớn thấy, tập đoàn huyền như đã đắc tội người không nên đắc tội, sau này bất cứ hợp tác với tập đoàn uyển như thì đều là kẻ thù của hoành thiên giai đây là danh sách khách mời của hoành thiên giai trong này có rất nhiều thế lực phía bắc đặc biệt là những tập đoàn gia tộc ở thành phố giang thanh tất cả đều được liệt kê giang hải cầm lấy ngẫu nhiên liếc nhìn cứ tương kế tự kế đi giọng nói của giang hải rất bình tĩnh thất hồn biết mình phải làm gì vào lúc này các tập đoàn gia tộc ở thành phố giang thanh đã nhận được hai thiếp mời không ít người bày ra vẻ mặt khó khăn khi phải lựa chọn. Một mặt nghĩ tới giai đoạn đầu hợp tác với tập đoàn Uyển Như, mặt khác cũng không thể làm phật lòng Hoành Thiên Giai. Ngoài ra, tham gia tiệc của Hoành Thiên Giai còn sẽ có cơ hội tiếp xúc với các gia tộc phía Bắc, nếu như có thể hợp tác với gia tộc phía Bắc, đối với bọn họ mà nói, đó là cơ hội có tu tám đời cũng chưa chắc có được. Tiệc của tập đoàn Uyển Như, tôi không tham dự. Một thế gia đang mở một hội nghị gia tộc bàn về vấn đề này tôi nghĩ mình nên thu xếp cho cấp dưới đi ứng phó một chút. Không, tôi thấy có chỗ nào đó không ổn, thời gian mở tiệc của Hoành Thiên Giai chỉ sớm hơn so với tập đoàn uyển như có một tiếng. chương 198, không tự cân sức. Một người có máu mặt, trong ánh mắt là sự khôn ngoan. Tại sao Hoành Thiên Giai lại làm như vậy? Cùng một khách sạn, hai sảnh tiệc liền nhau, thật sự chỉ cách nhau một cánh cửa. Ngoặc kép, cá và gấu, không thể có cả hai. Nếu không, cả hai bên đều sẽ không hài lòng. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, cứ đi tiệc của Hoành Thiên Giai, còn về phía tập đoàn Uyển Như. Cứ nói là tôi bị ốm, ngoặc kép, cơn bão đang nổi lên, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như chính thức ra mắt, hướng đến thủ phủ của tỉnh. Tuy nhiên, tại khu vực phục vụ ở trên đường, một chiếc ô tô đã sớm đỗ ở đó, hai người ngồi trên xe mặt lạnh tanh tay lăm lăm con dao dài đây là một con dao dài khát máu nó toát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng anh giang đoạn đường phía trước đã bị chặn kim thâu đang lái xe kim thâu tuy rằng bộp chộp nhưng kỹ năng lái xe thật sự rất giỏi theo lời kể của chính anh ta thì suýt chút nữa anh ta đã trở thành một tay đua vậy thì cứ đi đoạn đường dốc quanh khu vực phục vụ giang hải nheo mắt ngay sau đó một câu nói lại truyền đến anh sẽ ở lại chạm nghỉ một chút mọi người cứ đi trước để chu khải ở lại được rồi ngoặc kép anh định làm gì cố uyển như kỳ lạ hỏi giang hải nghiêng người về phía trước đi nặng ngoặc kép đáng ghét cố uyển như lại đỏ mặt đời người có ba chuyện gấp chuyện này có gì đáng xấu hổ đâu chứ em đợi anh không cần em cứ đi trước đi nếu còn nán lại nữa thì sẽ muộn mất ngoặc kép cố uyển như suy nghĩ một hồi cảm thấy cũng đúng, cũng không kiên trì nữa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Kim Thâu lái xe vào trạm nghỉ, cao mày quay đầu lại, anh Giang. Giang Hải trừng mắt nhìn hắn, mở cửa xuống xe, nhiệm vụ của cậu là chăm sóc tốt cho cố tổng. Ngoặc kép, Kim Thâu dường như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng, có chút không muốn rời đi. Trong trạm nghỉ chỉ có một chiếc xe duy nhất, như thể có ai đó cố tình làm nơi này vắng vẻ như vậy. Ở phía trước, chiếc xe bị chặn lại bởi hai người cao lớn cơ bắp cuồn cuồn. Giang Hải tiến lên, lạnh lùng nói, tôi là Giang Hải, để bọn họ đi trước. Ngoặc kép, hai gã cơ bắp nhìn nhau, sau đó mới cẩn thận đánh giá Giang Hải. Trong một chiếc xe cách đó không xa, một bàn tay vươn ra và lắc lư nhẹ nhàng. Đoàn xe của Cố Uyển như rời đi trước, chỉ còn một chiếc cuối, Chu Khải đậu xe rồi từ từ bước xuống. Mày biết là tao ở đây đợi mày, trước mặt, một người áo đen cất giọng lạnh lùng nói mày là người của ai giang hải có chút không chắc người trước mặt là người của hoành thiên giai hay là người của nhà họ triệu ở phía bắc vậy thì tao sẽ để cho mày chết được rõ ràng nhà họ hòa ở phía bắc muốn lấy mạng của mày ngoặc kép nhà họ hòa giang hải thật tình có chút kinh ngạc nhà họ hòa này sống dai như địa ấy nhỉ nếu đã như vậy giang hải cũng không có cớ gì để phải lưu tình nữa anh lùi lại nửa bước nháy mắt với chu khải chu khải cười danh mãnh ai lên trước tên đàn ông mặt đen sửng sốt một chút sau đó vô vùng phẫn nộ giang hải có ý gì vậy coi thường bọn họ bọn họ chỉ đáng đánh với đàn em thôi sao nếu như mày đã tự tìm đến cái chết vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày ngoặc kép sau đó người áo đen rút đao ra chém phía trên thanh đao có ánh sáng nhàn nhạt, nhạt màu lục con người của giang hải hơi co lại có độc nhưng cũng không hề lo lắng cho chu khải nếu như ngay cả loại nhãi nhép này cũng không giải quyết được thì chu khải cũng chỉ là hạng xoàng keng ngoặc kép một tiếng va chạm vang lên trong tay chu khải có thêm một con dao găm đỡ lấy cây đao dài của người đàn ông mặt đen ánh mắt có chút khinh thường quá chậm xoẹt thu dao lại bổ tới nhưng lần này chu khải lặng lẽ đứng tại chỗ không để ý tới cây đao kia lưỡi đao chỉ cách trước mặt nửa mét lúc này Châu Khải mới di chuyển. Cổ tay lật lại, dao găm bắn ra. Phụp, con dao găm đâm thẳng vào cổ họng, người đàn ông mặt đen đột nhiên tím tái, đồng tử trợn trừng, tròng trắng đỏ ngầu. Đôi mắt gã ta mở to, rồi từ từ và ngã xuống đất. Tên cơ bắp còn lại chợt dùng mình. Gã mặt đen này mạnh thế nào bọn họ đều biết, đối mặt với đối thủ, gã không bao giờ nương tay, vô cùng tàn nhẫn và thích giết người chỉ bằng một đao thanh niên trước mặt mặc dù đã chặn được một nhát, nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ sống thêm được vài giây. Không ngờ rằng, còn chưa hạ gục được Chu Khải bằng một đao, thì đã bị Chu Khải kết liễu rồi. Nằm dạp xuống đất, ánh mắt không cam lòng, chết không nhắm mắt. Chu Khải diếu cợt mà nhìn chằm chằm vào trong xe. Trên xe còn có một người khác, trên tay cũng có một con dao. Coi thường cậu rồi, nên anh ta đáng phải chết. Người bước xuống xe là một lão già, dầu tóc bạc phơ, dáng vẻ hơi gầy. đối với người này, chu khải không dám lơ là. giang hải đã từng nói, gừng càng càng cay. có một số người tuy rằng tuổi tác đã cao, thể lực thụt lùi, nhưng kinh nghiệm của bọn họ vượt qua tầm của người thường. cao là giang hải, ông ta không thèm quan tâm chu khải, hỏi giang hải. tên của anh giang, ông không xứng để gọi. chu khải chế nhạo, thu lại con dao găm, móc ngón tay về phía lão già. lần này. Chu Khải lựa chọn chủ động tấn công. Hai phút sau, Giang Hải lên xe, Chu Khải vẫn chưa thỏa nguyện, lắc lắc cổ tay tự hỏi, con đau đó nếu như được bay ra từ một góc độ khác liệu lực sát thương có mạnh hơn không? Trong trạm nghỉ, bốn thi thể nằm sóng xoài. Ông lão kia vô cùng bi thảm, bị cắt gân tay gân chân và đâm vào động mạch. Lúc này, ông ta đang lăn lộn trong đau đớn trên vũng máu, tận hưởng giây phút tiếp cận với cái chết từng giây từng phút. Thành phố Giang Thanh Hòa Tiến đang nghịch mấy món đồ cổ nhỏ vừa có được trên tay, khóe miệng mỉm cười, trước mặt anh ta là một chiếc đồng hồ báo giờ. Anh ta đang đợi tin tức từ trạm nghỉ. Tuy nhiên, anh ta đã đợi rất lâu rồi mà mà vẫn không có tin tức gì. Tuy có hơi sốt ruột nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Anh ta nhăn mặt từ chối đi dự tiệc cùng Hoành Thiên Giai. Anh ta vốn dĩ không thích làm ăn với lũ người ở thành phố Giang Thanh, nếu chăm sóc huấn luyện những người đẹp trong biệt thự của Hoành Thiên Giai không phải tốt hơn sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hòa Tiến giật hết cả mình. Nhìn thấy số điện thoại, trong lòng không khỏi căng thẳng hơn. Đây là số của người được anh ta sắp xếp ra ngoài để tiếp ứng. Tại sao, vẫn không có tin tức của hai tên cao thủ đó, mà người tiếp ứng lại gọi điện thoại đến? Sau khi trả lời cuộc gọi, một giọng nói run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia, anh Hòa, có chuyện rồi, bọn họ đều chết hết rồi. Ai, là ai đã làm? Hòa Tiến lập tức gầm lên. Hai tên vô dụng, không phải đi Giang Hải thôi sao? Làm sao lại chết hết cả rồi, đây là đám cao thủ mà trong nhà nói hay sao? Tôi vừa xem camera, là, là, là ai? Hòa Tiến lại gầm lên, người chết cũng không phải là cha cậu, cậu lắp ba lắp bắp cái quái gì chứ? Là người lần trước ra tay với đám vệ sĩ của anh. Ngoặc kép, Hoa Tiến không còn biết mình đã cúp máy như thế nào. Bên cạnh Giang Hải lại có một cao thủ như vậy làm vệ sĩ. Đứa trẻ mồ côi của Giang Gia ở thành phố Giang Tư, biến mất 5 năm, vài tháng trước trở về và trở thành tên ở rể. Dường như không có lai lịch gì. Nhưng trên thực tế, sau lưng Giang Hải phải có một thế lực lớn nào đó. Đôi tay vốn đang run rẩy lập tức nhấc máy liên lạc với nhà họ Hòa ở phía Bắc. Cái gì? bọn họ không phải là đối thủ của người kia đối thủ mạnh đến mức nào để lão già kia tự mình nói cho tôi biết ngoặc kép cái gì chết rồi khốn kiếp là ai đã ra tay dám ăn gan hùm mật gấu ngoặc kép chấm than ngoặc kép trên đường cao tốc kim thâu cố tình cho xe chạy chậm hơn lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu mà tim như muốn nhảy ra ngoài anh ta biết giang hải giữ chu khải ở lại nhất định phải có một trận tranh giành đẫm máu Cố tổng, chúng ta có nên đợi anh Giang ở trạm nghỉ phía trước không? Kim Thâu có chút không tập trung tư tưởng. Được. Cố Uyển Như trong lòng cũng luôn có một loại lo lắng, bất an không thể giải thích được. Trong đội xe 4 chiếc, bây giờ chỉ còn lại ba chiếc. Giang Hải vốn nghĩ rằng tự mình ra tay hành động chắc sẽ không có việc gì, cho nên cũng không mang thêm người. Ngoại trừ 4 lái xe, những người còn lại đều là nhân viên của tập đoàn Uyển Như. Chẳng bao lâu tai nạn lại xảy ra. Từ phía sau, một chiếc xe nhanh chóng lao tới vượt qua bọn họ. Sau đó, chiếc xe chạy lên trước đoàn xe rồi giảm dần tốc độ, cố gắng ngăn cản bọn họ, ra vẻ khiêu khích. Kim Thâu xa sầm mặt lại, anh ta chửi thề vài câu, chuyển sang làn đường khác, định vượt mặt. Nhưng chiếc xe đó cứ như mọc thêm hai con mắt đằng sau vậy, cho dù Kim Thâu có chuyển làn như thế nào bọn họ đều chặn ngay trước mặt. Muốn chết sao? Kim Thâu nắm chặt tay, muốn nhấn ga. Đối mặt với sự khiêu khích của chiếc xe phía trước, Cố Huyền như cảm thấy có điều gì đó không ổn, bọn họ không phải là đang nhắm vào chúng ta đấy chứ. Cố Huyền như nghĩ đến việc bản thân từng bị bắt trói một lần thì lại dùng mình. Kể từ lần đó, Cố Huyền như đã hết sức cẩn thận, cho dù là đi đâu đều nói với Giang Hải một tiếng. Nhưng lần này, Giang Hải lại không ở bên cạnh, điều này làm cho Cố Huyền như lại càng hoảng sợ. Mau gọi cho Giang Hải ngoặc kép kim thâu định nói bản thân có thể đối phó nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn liên lạc với giang hải khi giang hải nghe thấy có một nhóm người chặn ở đầu xe khiêu khích thì tiếng ong ong trong đầu ngày một to hơn chu khải tốc độ nhanh nhất bên phía uyển như có chuyện ngoặc kép vẻ mặt của chu khải trở nên cực kỳ nghiêm trọng đạp mạnh chân ga động cơ gầm rú tốc độ đột nhiên tăng vọt người ta thường nói nếu bạn dừng lại đi tiểu thôi thì cũng phải đuổi cả nửa ngày mới theo được người phía trước. Sử gọn đám người đó không chỉ tốn thời gian như một lần đi tiểu thôi, mà bây giờ Giang Hải cần ít nhất 3 phút lái xe để đến được chỗ của Cố Uyển như ngay lập tức. Mà còn phải trong tình huống xe của Cố Uyển như đang bất động nữa cơ. Giang Hải biết, đối với một cao thủ thực thụ, không cần đến 3 phút, một phút cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui. Qua điện thoại, Giang Hải ra lệnh cho Kim Thâu không được xuống xe, không được ra tay với đối phương, càng không được phép cúp máy. Kéo dài thời gian và đợi anh đến. Giang Hải không biết người cố tình chặn xe trước mặt là ai. Nếu Kim Thâu thua, Cố Huyền Như sẽ bị bắt đi và hậu quả sẽ rất khó lường. Sắc mặt Giang Hải ảm đạm đến kinh khủng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, mắt lạnh lùng đến giận người, nhiệt độ trong xe giảm xuống mấy độ. Anh Giang, sẽ không sao đâu, Kim Thâu giỏi hơn cả tôi. Ngoặc kép, từ trong thế giới ngầm bước chân ra xã hội, Giang Hải biết được, trên thế giới này có rất nhiều cao thủ mà người bình thường thì không thể nhìn thấy được. Đối với loại cao thủ có thực lực như vậy, cho dù là Kim Thâu hay Chu Khải, không phải không nhìn thấy, mà là không đủ tầm để ngước mắt nhìn. Điện thoại vẫn luôn mở, Giang Hải cần biết tình hình bên phía Kim Thâu như thế nào. Khi nghe thấy tiếng gầm của Kim Thâu xuyên qua điện thoại, có vẻ như đối phương cuối cùng cũng đã ép bọn họ phải dừng lại và bắt đầu tay anh lại gọi cho cố uyển như nhưng không có phản hồi nào cả sau đó khi giang viêm nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của kim thâu trong lòng rất căng thẳng cả hai nắm tay đều nắm chặt và dần dần run rẩy anh trầm giọng nói nhanh lên nhanh ngoặc kép vẻ mặt chu khải cũng lo lắng tái nhợt đi đã nhanh nhất có thể rồi ngoặc kép phía trước cuối con đường chu khải cuối cùng cũng đã nhìn thấy có một chiếc đậu ở bên đường giữa đường, vài người nằm trên mặt đất. Kim Thâu đang đứng dựa vào chiếc xe, máu me be bét, sắc mặt khó coi. chương 199, trả giá. Trên người Kim Thâu bị đâm mấy nhát, nhưng không có co rụt lại, ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm đối phương, lưng vẫn dựa vào cửa xe. Cửa ải này là sứ mệnh của anh ta, là sự tin tưởng của Giang Hải đối với anh ta, và cũng là vì sự an toàn của Cố Uyển Như. Muốn làm hại đến Cố Uyển Như, trừ phi bước qua xác anh ta cho dù có phải chết, Kim Thâu cũng không phụ lòng tin tưởng của Giang Hải. Cơn đau xuyên thấu khiến Kim Thâu toàn thân run lên. Nhưng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt kiên quyết chết người cười tâu tuét. Thằng nhóc, mày có thể để để ông nội mày chết một cách rõ ràng không, là kẻ nào phái bọn mày đến? Đám tụi mày cũng chẳng là cái thá gì cả, tao khuyên tụi mày một câu, còn không mau vác chân mà chạy, người của bọn tao một phút nữa sẽ tới. Kim Thâu cười gần, phun ra một ngụm máu, khó khăn nói xong một câu máu trên khóe miệng anh ta đã bắt đầu nhỏ xuống anh ta không phải là đối thủ của người này thậm chí khi đối diện với du chính trí chí, một chút sức lực để chống đỡ lại cũng không có đối phương quá mạnh tuy nhiên anh ta bắt buộc phải giả vờ để trì hoãn thời gian không buông ra vậy mày đi chết đi trong tay du chính trí chí cầm một con dao găm nhuốm đầy máu dẫm lên giày da cứng rắn âm thanh lanh lảnh đi về phía kim thâu cố tổng khóa cửa lại tôi tôi sợ không chống cự nổi nữa rồi kim thâu không chắc cố uyển như có thể nghe thấy tiếng của mình qua tấm kính hay không trong xe cố uyển như tái mặt vì sợ hãi toàn thân run rẩy du chính trí cũng không ngăn cản đoàn xe của bọn họ nữa không nói không rằng mà ra tay mục tiêu của anh ta chính là cố uyển như kim thâu thấy có vẻ không tốt vội xuống xe muốn ngăn cản du chính trí nhưng đối thủ quá mạnh còn bị dính đòn hai lần tuy không phải là trọng thương nhưng vết thương cũng khá nặng hai lái xe ngồi sau cũng xuống xe cùng ra tay tuy nhiên trước mặt du chính trí ba người bọn họ vẫn không phải là đối thủ rất nhanh sau đó hai tên lái xe cũng ngập trong vũng máu còn kim thâu vẫn giữ vững ý chí kiên quyết bảo vệ cực hạn của mình cửa xe phía cuối đường phát ra một tiếng gầm rú rất lớn giang hải sắp tới rồi nhìn thấy đó là xe của giang hải sức lực của anh ta lúc này gần như bị rút cạn một nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe miệng may sao còn giữ được cái mạng giang hải nhất định sẽ quét sạch đám súc vật này trong lòng kim thâu giang hải chính là thần là vị thần quyền năng nhất trên đời sắc mặt giang hải xanh mét trên trán nổi lên gân xanh trước khi xe dừng lại chu khải phát hiện giang hải đã không còn ở bên cạnh đứng trước mặt du chính trí Chí, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Anh Giang, hai mắt kim thâu đỏ lên. Nhục nhã, anh ta vốn cho rằng mình đã luyện kỹ đến kỹ năng xuất chúng rồi, đối với những kẻ bình thường không thèm để mắt đến, nhưng lần này thực sự gặp phải tay cứng rồi. Ba người đã bị giết bởi một mình gã này. Vào khoảnh khắc Giang Hải xuất hiện, khuôn mặt dù chính trí trở nên rất khó coi. Toàn thân Giang Hải tỏa ra luồng sát khí lạnh tanh khiến nhịp tim kẻ khác phải đập loạn xạ. Khí thế đó không người bình thường nào có thể so sánh được. Phảng phất một tia rụt rè, hai mắt híp lại, vẻ mặt cảnh giác. Tự trong lòng bật ra hai từ: Cao thủ. Chu Khải, Giang Hải nghiêm nghị nói. Chu Khải lập tức đứng ở phía sau, tức giận nhìn chằm chằm Du Chính Chí. Mặc dù anh ta và Kim Thâu suốt ngày đánh nhau, nhưng bọn họ vẫn là anh em, nhìn thấy Kim Thâu toàn thân đầy máu, anh ta nóng lòng muốn xé nát tên Du Chính Chí kia ra thành trăm mảnh quăng cho chó ăn gọi người đưa Kim Thâu đến bệnh viện ngay lập tức, đồng thời bố trí thêm vài người lái xe. Còn cậu đưa Uyển Như đến trạm nghỉ phía trước. Chu Khải nghiến răng dữ dội, anh Giang. Mau đi. Vâng, Chu Khải liếc Kim Thâu một cái rồi lập tức làm theo. Khi Chu Khải lên xe, sắc mặt của Cố Uyển Như đã tái nhợt, run rẩy nói, Chu Khải, để Giang Hải lên xe cùng. Giang Hải lúc này đang đứng ở ngoài xe, điều này làm cho Cố Uyển Như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết Giang Hải sắp phải đối mặt với mấy tên trùm sò xã hội đen, làm sao cô có thể yên tâm cho được. Sắc mặt Chu Khải lạnh lùng, đạp ga phóng nhanh đi. Khi cố huyền như rời đi, Giang Hải cũng buông thóng tay chân. Để vợ mình nhìn thấy cục diện đẫm máu như này, dọa vợ mình một trận thật không tốt chút nào. Sau đó tùy ý nhặt một mảnh bi thủy tinh trên mặt đất rồi cầm trên tay. Nhìn lướt qua những vết thương trên người của những người bị dao đâm. Mấy người nằm ở giữa đường, mặc dù vết thương không tới tước đi mạng sống, nhưng sẽ phải mang thương tật suốt đời, vết dao trên người Kim Thâu đã đụng đến nội tạng, phải được phẫu thuật ngay lập tức. Những nhát dao này, tao sẽ đòi lại thay bọn họ. Trước khi chết, tao muốn nói cho mày một câu, thành phố Giang Tư, tỉnh Hải Đông chính là cấm địa, nếu đã bước vào thì chỉ có đường chết. Lần này, Giang Hải tàn nhẫn đến triệt để. Khóe miệng Du Chính trí nhếch lên nụ cười giễu cợt, mày là Giang Hải? Cao Ngọc và Tôn Trạch, bọn họ đang ở đâu? Giang Hải không muốn nói nhảm thêm nữa, trong nháy mắt đã biến mất trên mặt đất, một giây sau lại đứng trước mặt Du Chính Chí. Trước mặt Diêm Vương, mày có thể nhắc đến tên của tao? A, à, một mảnh thủy tinh sắc nhỏ đâm vào bụng Du Chính Chí. Giang Hải nhanh chóng rút ra, rồi lại đâm liên tiếp thêm 7-8 nhát nữa. Du Chính Chí lảo đảo lùi lại, bụng dưới gần như tổ ong vò vẽ. Du Chính Chí lúc này mới phát hiện thì ra Giang Hải lại nhanh đến như vậy. Chuyện này, làm sao có thể, nó dường như đã vượt quá giới hạn của con người. May, dù chính Chí ôm bụng dưới, sừng sốt, không khỏi kinh ngạc, Giang Hải chính là cổ võ giả. Lúc này dù chính Chí mới phát hiện ra, dù là sư phụ của mình cũng không phải là đối thủ của Giang Hải. Ít nhất, khi đối mặt với sư phụ của mình, anh ta còn có thể chống đỡ lại hai ba chiêu, nhưng đối mặt với Giang Hải, anh ta không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động mà thôi. Anh ta đã từng chứng kiến húc thiết dùng toàn bộ sức lực sức lực để ra tay, nhưng tốc độ cũng không thể nhanh đến như vậy. Nói cách khác, ngay cả húc thiết cũng không thể thoát khỏi tay của Giang Hải. Bản thân đã thực sự gây hấn với cổ võ giả, đây không phải đồng nghĩa với việc treo cổ tự sát sao. Chẳng trách đám người cao ngọc tới thành phố Giang Tư thì không thấy tâm hơi gì, đối mặt với một cổ võ giả như vậy, hoàn toàn không có khả năng sống sót. À, À, Giang Hải lại cử động, bóng dáng lướt nhẹ qua, quyết không nhân từ. Có điều, mỗi khi mảnh thủy tinh đâm vào cơ thể Du Chính Trí, chí, đều tránh những điểm chí mạng. Trong nháy mắt, tất cả những gì Du Chính Trí chí có thể nhìn thấy chỉ là dư ảnh của Giang Hải. Toàn thân anh ta, từ trên đùi đến dưới cổ, sắp bị đâm thủng, máu chảy đầm đìa, thịt da lăn lóc. Đừng! Du Chính Trí chí biết mình đã xong đời rồi, nhưng anh ta không ngờ còn chưa nói năng gì thì Giang Hải đã ra tay. a à, cuối cùng, dù chính trí Chí không trụ nổi nữa, lảo đảo ngã xuống, máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Đứng trước mặt dù chính trí, Chí, anh nói, mau nói lời chăn chối cuối cùng đi. Giang Hải dùng gót chân dẫm lên ngón tay du chính trí, Chí, xoay người, nghiền nát nó. Chỉ với một tiếng hét thất thánh, ngón tay du chính trí Chí đã thịt xương lẫn lộn. Trong mắt du chính trí Chí tràn đầy tuyệt vọng cùng với sợ hãi, Giang Hải không phải người anh ta có thể khiêu khích. Mỗi một động tác của anh, anh ta đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng đã quá muộn để có bất kỳ phản ứng nào. Tôi là người của, nhà họ Triệu, phía Bắc. Nhà họ Triệu. À, Giang Hải dẫm lên một ngón tay khác rồi nghiền mạnh. Sư phụ của tôi là... À, đợi sư phụ của tôi, không. À, trong thoáng chốc, toàn bộ lòng bàn tay đều biến thành thịt nát. Tuy nhiên, Giang Hải không có ý giữ lại cánh tay của anh ta, chiếc giày dính máu đã dẫm lên cổ tay của Du Chính Trí. Chí. Cổ võ giả, Giang Hải là một cổ võ giả. Cổ, võ giả, không thể, tùy ý, ra tay. À, những cổ võ, thế ra. À, la hét thảm thiết, thấu tậm tâm can. Đúng là cổ võ giả không thể tùy ý ra tay, nhưng nếu một con kiến dẫm lên mặt bạn, bạn còn có thể chịu được sao? Du Chính Chí đã tự tìm chết, không ai có thể ngăn cản cổ võ giả giết chết anh ta được. Dù húc thiết chỉ đơn giản là hối hận vì đã đến thế giới này, lúc này anh ta chỉ muốn chết, chết còn thoải mái hơn gấp trăm lần bị tra tấn thế này. Tuy nhiên, Giang Hải sẽ không để anh ta chết một cách dễ dàng như vậy, cái thứ chết tiệt này lại muốn mang cố Uyển như đi. Ngoài ra, anh ta còn làm cho Kim Thâu và những người khác bị thương nghiêm trọng. Khi Du chính trí ra tay, anh ta có từng nghĩ đến hậu quả, có từng có chút thương hại nào không? cổ võ thế gia, tao sẽ quan tâm sao? Giang Hải không bao giờ quan tâm, bởi vì ngay cả cổ võ thế gia, thì trong mắt Giang Hải cũng chỉ là một lũ kiến. Đế vương không muốn phá vỡ các quy tắc hiện có của phương đông, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ cho phép những kẻ này 5 lần 7 lượt ra tay với mình. Xem ra lúc trước anh đã quá nhân từ, bắc phương thế gia, thế giới ngầm, hết lần này đến lần khác điên cuồng thử thách sự nhẫn nại của anh. Những tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên trên đường cao tốc. Du chính trí bắt đầu cảm thấy lạnh, đó là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Thần chết đang đến gần, một tay và hai chân của anh ta đã bị Giang Hải tàn nhẫn dẫm nát, ngay cả bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không thể chữa nổi loại xương cốt vỡ vụn như thế này. Nó không phải bị nghiền nát, mà là nghiền thành bột. Lực lượng khổng lồ nghiền nát xương thành bột, cho đến khi không nghe thấy tiếng xương nát, mới tiếp tục bước tiếp. Chỉ còn một cánh tay, Giang Hải tìm điện thoại thay anh ta gọi cho nhà họ triệu hoặc húc thiết họ sẽ nhặt xác cho mày dù chính trí run rẩy ngay lập tức bấm ra một dãy số anh ta muốn nói với sư phụ mình rằng giang hải không phải là một võ giả bình thường mà là một cổ võ giả vạn lần không thể đụng vào nhưng ngay sau khi điện thoại được kết nối giang hải đã giật lấy điện thoại ông là húc thiết giọng nói của giang hải lạnh lùng mày là ai dù chính trí đâu trong lòng húc thiết có dự cảm không tốt dù chính trí chí là đệ tử mà ông ta tự hào nhất ở phía bắc cũng đã có chút danh tiếng giành được chân truyền của ông ta nhưng điện thoại của anh ta bây giờ không ngờ lại rơi vào tay người khác dù chính trí chí, lẽ nào cũng không xong rồi làm sao có thể được sai người đệ tử tốt của ông ta ra tay với tôi lẽ nào còn không biết tôi là ai sao giang hải mỉm cười Dùng một chân dẫm lên bàn tay còn lại của Du Chính Chí rồi nghiền nát nó. Nghe tiếng kêu của đồ đệ tốt của mình đi, nửa đời sau sẽ không còn có diễm phúc nghe nữa đâu. A. À, du Chính Chí muốn nhịn, nhưng tay đứt ruột đau, anh ta thực sự không thể nhịn nổi. Em mờ thành này, ông thích nghe chứ? Giang Hải chế nhạo, đây hẳn là kết quả mà mấy người mong muốn đúng không? Nếu không, tiến vào cấm địa của thành phố Giang Tư để làm gì chứ? sau khi xử xong du chính trí kim thâu ở bên cạnh cũng đã hôn mê bất tỉnh ở phía xa xa hơn chục chiếc xe đang phóng nhanh tới giang hải lấy ra một viên thuốc pha thành nước giúp cho những người đang ngấp nghé bên bờ vực sinh tử này giữ lại được tính mạng còn anh thì leo lên một chiếc xe khác rồi lao đến trạm nghỉ tiếp theo nhanh như cắt giang hải đang rất lo lắng nhớ đâu lại xuất hiện một hoặc hai nhóm khác nữa Cố Huyền Như nhìn về phía bãi đậu xe của trạm nghỉ, lo lắng chờ đợi. Cô rất bối rối, rất sợ Giang Hải sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời, cũng lo lắng cho đám người Kim Thâu, thảm cảnh ác liệt lúc đó, Cố Huyền Như vừa nhìn thấy đã chảy dài nước mắt. Khi Giang Hải bước xuống xe, đôi mắt của Cố Huyền Như lại đỏ hoe, nước mắt trực trào, cô lao tới, lao vào vòng tay của Giang Hải. Chương 200: Phẫn nộ. Giờ phút này Cố Uyển Như mới biết Giang Hải quan trọng với cô đến nhường nào. Khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Giang Hải. Khi chiếc xe đưa cô rời đi, cô quay lại nhìn. Cô nhìn thấy dáng người cao thẳng tắp của Giang Hải mà nước mắt lưng tròng. Người đàn ông này đã luôn đứng ở phía trước giải vây giúp cô, mỗi lần gặp mối nguy nào đó, bóng dáng của anh vẫn vững chắc như vậy. Vị trí của Giang Hải trong lòng cô là không thể thay thế. Vừa rồi Cố Uyển Như vừa bận tâm với Giang Hải, vừa lo lắng cho Giang Hải. Đồng thời, cũng rất chua xót, anh ấy là chồng của cô, nhưng từ trước đến nay, bọn họ chưa bao giờ. Nhìn thấy Giang Hải trở về an toàn, trái tim của Cố Uyển Như như trùng xuống. Cô ôm lấy Giang Hải, cảm nhận được lồng ngực nặng trĩu, lần đầu tiên Cố Uyển Như không còn cảm giác ngại ngùng, chỉ cảm thấy xả vào lòng anh như tìm được một bến đỗ bình yên. Giang Hải vỗ nhẹ vào lưng cô, đủ cho cô cảm nhận được sự an toàn. Mấy người Kim Thâu. Giang Hải cười nhẹ, không sao, bọn họ đều không sao. Giang Hải không muốn nói nhiều, chủ yếu muốn làm Cố Uyển như bớt lo lắng. Khi bước lên xe lại, lái xe đã được thay đổi toàn bộ, vẻ mặt của Giang Hải lại trở nên u ám đáng sợ. Một số người không xứng để anh cho cơ hội. Ở phía bắc, khuôn mặt của Húc Thiết ảm đạm khủng khiếp người đệ tử mà ông ta tự hào nhất đã chết chết trong tay của giang hải thật đánh ghét đáng hận muốn tìm chết chuyện lần này húc thiết cũng phải thú nhận với triệu thái nhiên giang hải này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào triệu thái nhiên không ngờ giang hải lại khó đối phó đến như vậy ở mảnh đất hải đông này ngoại trừ nghiệp gia còn có một tên giang hải nữa hay sao liệu anh ta và nghiệp gia Nghiệp gia chết trong tay của người nhà nhà họ Triệu ở phía Bắc, trong một thời gian dài, nhà họ Triệu vẫn luôn lo lắng đến chuyện cổ võ thế gia sẽ gây rắc rối cho bọn họ. Không thể nào, húc thiết ngay lập tức phủ nhận. Phương Đông từ khi nào lại trở thành nơi quy tụ của các cổ võ giả chạy đi chạy lại trên khắp mặt phố như thế? Không nói tới việc tu luyện cổ võ giả phải có nền tảng thích hợp, cho dù có nền tảng này thì cũng rất ít người có thể luyện được cổ võ tâm pháp đại đa số các cổ võ giả ít nhất đều phải có sự thừa kế rõ ràng từ gia tộc tán tu là vô cùng ít nếu giang hải thật sự là một cổ võ giả anh ta sẽ không vô danh ẩn giật như vậy tên đó thực sự đã giết đám người cao ngọc dù chính trí cũng chết trong tay gã mối thù này tuyệt đối không thể nhịn triệu thái nhiên cũng gật đầu tuy lúc này thực lực của nhà họ triệu đang bị tổn hại rất lớn nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để giang hải hay bất kỳ một người nào tùy ý khiêu khích được Tôi sẽ đến thành phố Giang Tư một chuyến, đích thân mang tiền của nhà họ Triệu về. Thành phố Giang Thanh, khách sạn sang trọng nhất trong thành phố, sảnh tiệc lớn. Tiệc chiêu thương của Hoành Thiên Gia chính thức bắt đầu. Hôm nay, tất cả những người máu mặt trong thành phố Giang Thanh đều được mời tới tham dự, còn những người không có tiềm lực, thiếu tiếng nói, thậm chí còn không được mời đến. Hơn nữa, bọn họ đã nghe nói rằng có một số thương gia ở phía Bắc cũng sẽ tham gia tiệc lần này. Bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này lựa chọn đối tác để đầu tư vào thành phố Giang Thanh. Trong bữa tiệc, đều là những bình rượu cực phẩm được ủ lên tới 12 năm, các món ăn đều vô cùng thịnh soạn. Để có được bữa tiệc này, Hoành Thiên giai đã chi rất nhiều tiền bạc và công sức. Khi gần đến thời gian bắt đầu bữa tiệc, có rất nhiều xe sang đậu ở tầng dưới, số lượng rất đáng kinh ngạc. Có người còn ước tính tổng tài sản của những người tham gia bữa tiệc này phải chiếm lên đến 80% của thành phố Giang Thanh. Với thân phận của Hoành Thiên giai, có thể được anh ta mời chính là vinh Hiền. Những người đến dự buổi tiệc đều là thuộc hàng phú hào ở thành phố Giang Thanh. Ở phía bên kia của sảnh tiệc, có một bữa tiệc gặp gỡ đối tác do tập đoàn Uyển Như tổ chức. Ngược lại với không khí nhộn nhịp bên kia, ở đây vô cùng vắng vẻ, chỗ ngồi trống rỗng, chỉ có vài ba nhân viên đứng ngoài cửa, vẻ mặt rất khó coi. Với tư cách là chủ tịch thành phố, người khởi xướng bữa tiệc này sẽ không xuất hiện sớm đợi đến khi bữa tiệc trở nên đông đúc hơn thì tự nhiên sẽ có người báo chuyện này truyền đến tai của tập đoàn uyển như ôi trời anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa lúc đầu tôi đã rất vui khi ký kết hợp tác với tập đoàn uyển như nhưng bây giờ anh thấy rồi đấy mất trắng lúc trước gặp mặt đều sẽ chào hỏi mấy câu như dạo này làm ăn phát đạt chứ bla bla bây giờ gặp mặt chỉ toàn hỏi anh hợp tác với tập đoàn uyển như đã lỗ bao nhiêu tiền thất bại thất bại thực ra mà nói nhắc đến chuyện hợp tác các dự án đều không tệ, nhưng tập đoàn Uyển Như này. Ai cũng đều biết tập đoàn Uyển Như đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lúc này, mọi người cũng phát hiện, Hoành Thiên giai cũng đã đến, mà bên cạnh anh ta còn dắt theo người phụ nữ mập ú xấu xí Ung Tiểu Ni. Một đám người lần lượt cúi đầu chào hỏi, những lời khen ngợi vang lên không ngớt. Ung tiểu thư tại sao lại đi cùng với chủ tịch cơ đến đây vậy? Chuyện này đáng để lưu tâm. Có phải nhà họ Ung đã nắm trước thời cơ trước, đạt được thỏa thuận gì đó với chủ tịch cơ rồi không? Lẽ nào mọi người không nghe ngóng được gì sao? Nghe thấy gì? Một người có chút kỳ quái hỏi. Gần đây, sản phẩm của tập đoàn Uyển Như gặp sự cố lớn, nhiều người bán đã không còn mua sản phẩm của tập đoàn Uyển Như nữa. Tại sao? Chất lượng cao mà giá thành lại thấp, lợi nhuận cũng rất khả quan mà. Thôi đi, đó là chuyện của trước đây, mọi người không nghe nói gì sao? giá cả trên thị trường bây giờ rất là lộn xộn. Nghe nói chuyện này là do nhà họ ung làm ra. Có người đột nhiên nói, ồ, thảo nào nhà họ ung lại đi cùng với chủ tịch cơ. Mặc dù bữa tiệc đã đông kín người, nhưng Hoành Thiên Giai lại có chút hoài nghi. Người dẫn chương trình như người nói nhỏ, chủ tịch, từ nãy đến giờ, những người đến dự tiệc đều là các gia tộc và doanh nghiệp ở thành phố Giang Thanh, những vị khách quan trọng ở phía Bắc vẫn chưa có ai đến cả. Một người cũng chưa đến hoành thiên giai cao mày, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Người đó nói, ngay cả bản cũ của ngài, cũng không có tin tức gì. Nhìn thời gian, 10 phút nữa tiệc sẽ bắt đầu. Anh ta đã từng hứa, tiệc lần này có sự tham gia của những người thuộc gia tộc phía Bắc tới. Hơn nữa, bọn họ lần này tới còn sẽ chọn lựa một số người phù hợp trong thành phố Giang Thanh để tiến hành hợp tác. Những vị khách quan trọng kia nếu như không đến, Hoành Thiên Giai thật sự không biết để mặt mũi ở đâu mặc dù với thân phận là chủ tịch thành phố thì sẽ không có ai dám hó hé nửa lời, có điều chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh ta sau này. Lập tức cho người đi nghe ngóng xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải là do máy bay của họ đến muộn hay đang tắt đường? Hay là xảy ra tai nạn gì đó? Trong lòng Hoành Thiên Giai đột nhiên lóe lên một tia bất an, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Quan hệ của anh ta với mấy người của gia tộc ở phía Bắc ấy cũng rất tốt, nếu có việc gì chậm trễ thì phải thông báo trước chứ không thể không có ai đến được." "Vâng," người đó đáp lại, lập tức cúi đầu rời đi, sắp xếp vài người đi thám thính tình hình. Hoành Thiên giai nở một nụ cười thân thiện, ngay lập tức bước ra giữa đại sảnh, trò chuyện nhiệt tình với các doanh nhân giàu có ở thành phố Giang Thanh. Mặc dù trong bụng nghĩ rằng có lẽ đến phút cuối bên phía bọn họ đã phát sinh ra chuyện gì đó, hoặc do ảnh hưởng của thời tiết nên đến muộn hơn một chút nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn luôn thường trực không thôi ngày càng kéo dài và tăng lên đột nhiên trong lòng hoành thiên giai lóe lên dáng vẻ kiêu ngạo của giang hải có điều ngay sau đó hoành thiên giai đã tự cười nhạo chính mình giang hải làm sao có thể ảnh hưởng đến gia tộc phía bắc cho dù là anh ta cũng chỉ có thể ra mặt mời tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến quyết định của bên kia những màn biểu hiện trước đây của giang hải quả thực nằm ngoài dự đoán của anh ta nhưng Giang Hải dù có thực lực đến đâu, có thể so với hoàng tộc sao? Hoành Thiên Giai sẽ không bao giờ tin rằng Giang Hải lại có loại thực lực này. Hoặc có thể, anh căn bản không đến được thành phố Giang Thanh, mà bữa tiệc của tập đoàn Uyển Như sẽ trở thành một trò cười. Trong tương lai, tập đoàn Uyển Như sẽ trở thành sản nghiệp của tôi. Hoành Thiên Giai thì thào, lại nhếch mép cười. Anh ta đang suy nghĩ về lợi đề nghị mà Hòa Tiến đã đưa ra, giết Giang Hải sau đó chiếm đoạt người phụ nữ của anh ta như vậy rất có khoái cảm chinh phục trà đạp sinh mệnh phẩm giá thậm chí cả linh hồn của anh ta dưới chân của mình một cách triệt đề có điều ngay khi đầu óc hoành thiên giai còn đang lâng lâng trong niềm vui sướng nghĩ về cách ăn mừng sau khi tiếp nhận tập đoàn uyển như thì một nhân viên chạy vào chủ tịch cơ giang hải đến rồi Khốt hoảng cái gì đứng đắn lên một chút có được không đến thì đến là tôi đã gửi thiệp mời sắc mặt của hoành thiên giai thay đổi khiển trách trong nội tâm hoành thiên giai chế nhạo, mấy người trong tập đoàn Uyển như đó đều là đồ ngu sao. Không nhận ra bữa tiệc này là đang làm nhục bọn họ sao. Không, chủ tịch thành phố, là, là. Rốt cuộc là cái quái gì? Giang Hải đó đưa đến một món quà, anh ta. Bốp, sắc mặt của hoành thiên giai chìm xuống, loại người kém cỏi như vậy không nên để lại bên cạnh, thật vô tích sự. Người kia ôm mặt, lắp bắp, anh ta gửi tới một cổ quan tài làm quà, còn nói, còn nói gì mà, quan cư nhất phẩm tài cao tám đấu. Bát đấu quả thực không quá lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Trên đường cao tốc, sau hai sự cố liên tiếp, Giang Hải đã cho người ở thành phố Giang Thanh chuẩn bị món quà này rồi gửi qua. Nghe vậy, khuôn mặt của Hoành Thiên giai trở nên cứng đờ, lập tức nổi giận. Muốn tìm chết, sau đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đen thui như đáy nồi. Mặc dù Hoành Thiên giai muốn có được tập đoàn Uyển Như nhưng anh ta cũng chưa bao giờ đặt vấn đề này một cách quá lộ liễu, giữa hai bên càng không có chút nể mặt nhau. Nhưng Giang Hải lại làm ra chuyện này, làm nhục hoàng tộc, này đúng là đại nghịch bất đạo. Trong bữa tiệc chiêu đãi của chủ tịch thành phố Giang Thanh, tập đoàn Uyển Như lại mang đến một cỗ quan tài làm quà. Chuyện này nếu như để người khác biết được, Hoành Thiên giai sợ rằng sẽ thành trò cười trong mắt mọi người. Không chỉ ở thành phố Giang Thanh, mà toàn tỉnh thậm chí là cả nước, đều sẽ trở thành một trò cười. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoành Thiên Giai đột nhiên run lên. Có bao nhiêu người biết chuyện anh ta đem thứ này tới? Khoan tính đến việc sẽ xử lý tên Giang Hải này như thế nào, trước tiên anh ta muốn giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này. Đợi sau khi kết thúc bữa tiệc rồi mới xử lý tới Giang Hải. Nó được đóng gói trong hộp vận chuyển đưa đến, tôi vừa nhìn thấy vật này đã không cho bất cứ người nào nhìn thấy nó cả, thậm chí cũng không mở ra hoành thiên giai thở phào nhẹ nhõm làm tốt lắm giải quyết rất ổn thỏa sau chuyện này tôi sẽ trọng thưởng cho anh đột nhiên hoành thiên giai lại sực nhớ ra đám người mà anh ta mời đến hôm nay đáng lẽ phải đến từ sớm rồi tại sao những thế gia phía bắc được mời đến bữa tiệc đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện lẽ nào chuyện này có liên quan đến giang hải không thể tuyệt không thể giang hải sẽ không thể nào có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy được một kẻ bụi đời ở thành phố giang tư làm sao có thể tiếp xúc được với những thế gia phía bắc anh ta không đủ tư cách đừng nói đến giang hải thậm chí bất cứ ai ở tỉnh hải đông bao gồm cả bản thân hoành thiên giai khiến cho những thế gia này không tham dự được một hoạt động nào đó cũng là không có khả năng mối quan hệ giữa những người này với hoành thiên giai rất tốt cho dù không đến cũng sẽ tuyệt đối không im hơi lặng tiếng như vậy có điều khuôn mặt của hoành thiên giai lại run lên lần trước trong bữa tiệc chiêu đãi của tập đoàn uyển như Giang Hải còn không coi nhà họ hòa ở phía Bắc ra gì. Hoành Thiên Giai lạnh lùng hỏi, những người của tập đoàn Uyển như đang ở đâu? Đang ở bên ngoài còn chưa vào đại sảnh, người tự xưng là Giang Hải đó nói, nói, ngài phải đích thân ra cửa đón. Khốn kiếp! Hoành Thiên Giai phẫn nộ đến cực điểm. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 200